Dạ, có dịp Vinh VIP mời cô Huyền Linh ạ. Mời cô Huyền Linh ạ. À, em xin lỗi. Dạ, em run quá. Dạ, có dịp xin VIP mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ, đến với em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Mời nhà trai. Đẹp quá. Ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, với lại chào toàn bộ quý vị khán giả và chào bạn nữ. Em là Phạm Văn Nghĩa và đến từ Nha Trang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Năm nay em 28 tuổi. Quang làm gì? Quang Nghĩa làm gì? Dạ, em ở Nha Trang thì em cũng tự kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì Nghĩa? Em kinh doanh về nhà nghỉ với lại quán hải sản. Dạ, với lại kinh doanh bất động sản nhà. Rồi, thôi, nhưng mà nhà gái. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Nguyên Linh, nhà đàn trai và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thị Trúc Nguyên. Dạ, năm nay em 29 mùa lá đổ, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa một lần nắm cổ tay ai luôn. Dạ, em đọc cho trôi vần à cô. Em đến từ Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Dạ, hiện nay thì em đang là nhân viên kinh doanh một nhà hàng tại thành phố Tuy Hòa. Dạ, ngoài ra thì em có làm thêm công việc là hướng dẫn viên địa phương tại Phú Yên. Ồ, vậy hay hả? Quá. Dạ. Cũng hợp lý ha. Dạ, nhưng mà em thì là quê ở Phú Yên. Quê Phú Yên luôn? Dạ. Hỏi coi ở đâu? Bạn nữ Phú Yên ở Tuy Hòa luôn hay là ở đâu bạn? Dạ em ở Tuy Hòa luôn anh. Mình ở Sông Cầu. Đúng rồi, nói tiếng Phú Yên ấy, em nói được không? Dễ thương lắm luôn á, tiếng Phú Yên á. Dạ, có dịp con xin phép mời cô Huyền Linh về. Mời cô Huyền Linh về. Em xin lỗi. Dạ em run quá. Dạ có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ đến Phú Yên em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Dễ thương ha. Bây giờ bạn trai giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho nhà gái biết đi. Em thì kinh doanh cho nên điểm mạnh của em thì là có một chút quyết đoán, sống tự lập được. Em cũng có tài lẻ là ca hát. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói nhưng mà hay hành động nhiều hơn. Hành động ừ. Được á, anh hồi nãy không có hành động, anh nhắn tin không à. Mình nói điểm mạnh, điểm yếu, mình nói tiếng Phú Yên đi. Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, tốt tính, khá là hoạt bát. Dạ. Đôi khi hơi tưng tửng chút xíu cơ. Nhưng mà em cũng là người biết quan tâm và chia sẻ. Về điểm yếu thì em bị thiếu tính quyết đoán. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính tình cô. Còn có vài tìm hiểu thêm vài bạn, vài mối tình vụn vặt. Dạ. Bây giờ 2 mối tình chính của mình là kéo dài được bao lâu? Cái đó em không biết có được gọi là mối tình hay không. Nhưng mà cái đó gọi là người ta nói là tình đầu cô. Cái đó là tình đơn phương thôi. Nhưng mà thôi. Thật sự là em rất là ấn tượng với cái mối tình đầu của mình. Đơn phương mấy năm? 5 năm cô. Đối phương không biết luôn á? Dạ không biết luôn. Wow. Em còn không biết là đến bây giờ anh đã có biết hay không nữa. Ồ vậy đó hả? Mối tình thứ 2 thì được 1 năm cơ. Tụi em cũng quen xa rồi, lúc đó em cũng còn trẻ, nói chung suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Mời nhà trai. Nhà trai mấy mối tình? Em thì tính chính thức thì em cũng có 4 mối tình rồi. 4 mối chính thức. Ít nhất là mấy tháng? Dạ, ít thì cũng 5 đến 6 tháng. 5? Dạ, dạ, nhất là gần 3 năm. Trời ơi. Trong thời gian đó thì em cũng mới đang đi học với lại cũng mới ra trường đi làm á, cho nên là cũng mình cũng ít biết quan tâm đến đối phương. Mình phải rút kinh nghiệm nè, đàn ông là phải quan tâm chăm sóc cái mối tình đó. Nhiều lần thì hai người cũng không có tìm được điểm chung hay bất đồng quan điểm với nhau á, cho nên thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì khi đó thì em cũng, tức là khi buồn thì em hay đi chơi với bạn bè này kia, cũng lâu lâu thì cũng có nhắn tin với bạn kia thì làm người nữ buồn hơn, thì cho nên là không chấp nhận được. Đúng rồi, mình đang quen người ta đi nhắn tin ta buồn, đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Chào con, trẻ măng nha. Nãy 29 hả? Dạ. Bên đây 28 hả? Dạ, 28. Ủa vậy đây lớn hơn tuổi hả? Dạ. Vậy đây tưởng đâu đây lớn hơn đây chứ. Sao vậy chú? Hả? Tại thầy trẻ quá. Dạ, bên đây dầm nắng dậy mưa đi bán đất đai rồi đó. Nó hơi đen chút thôi. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Ủa bên đây 28 ta kêu bằng anh, 29 kêu bằng chú. Nó sai sao ta? Dạ vậy để em đổi. Em đổi ra thôi, muốn kêu thì kêu chú bác thì kệ. Dạ. Đi. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là cao khoảng 1m67 trở lên. Ủa sao ngang từ 67 vậy?
Dạ, ngoại hình dễ nhìn. Dạ. Dạ, tính tình thì vui vẻ, hoạt bát cũng được chứ, mà trầm tính cũng được, tại vì người con kiểu dễ tính. Dạ. Dễ tính. Dạ. Nhưng mà anh đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ một xíu. Và lại là ảnh nên có tính quyết đoán với con, tại vì con ít có quyết đoán lắm. Không có nói là anh quyết đoán đó, không? Dạ, và không gia trưởng, chung thủy là được. Được không? Dạ được, cái đó là cái cũng là điểm mạnh của em mà. À, vì... điểm mạnh vậy tốt rồi. Thích một muối hay sáu muối? À, dạ đương nhiên sáu muối, sáu muối tốt hơn rồi. Dạ. Sáu muối lớn tuổi nó cũng dồn về muối à. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi, em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em là bạn Bảo Thái. Vâng, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, cũng như là chào bạn nữ cũng như là tất cả khán giả trong trường quay. Con thì chơi chung với Nghĩa chắc là trên dưới 15 năm. Bạn nữ thì rất là dễ thương, hoạt bát. Với cái tính quyết đoán của Nghĩa thì con nghĩ hôm nay bấm nút hay không là thuộc về Nghĩa. Nhưng mà dù Nghĩa lựa chọn như thế nào thì cái nhóm của tụi con có 7 đứa thì sẽ luôn ủng hộ Nghĩa hết mình. Rồi Cương đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em gái ạ. Lời đầu tiên xin chào hai MC Quyền Linh, Hồng Vân. Xin chào nhà trai, xin chào cháu trai. Xin chào trường quay. Mình là mẹ của con gái Trúc Nguyên. Mẹ có nhận xét về bên bạn trai, về ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Nói chung là những cái tính mà bên bạn trai đưa ra thì nó có những cái ý mà có thể bổ sung và tương đồng với con gái. Hai con ấy là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Mẹ luôn ủng hộ con gái và tin tưởng vào quyết định của con. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Rồi, mình đứng lên trao quà nào. Cái hay nhất mà Rào vừa mở liếc qua coi cái người mà là mấy chục năm mà chưa gặp đó. Anh cảm ơn quà rất dễ thương. Đẹp quá. Dạ, em tặng. Cảm ơn em. Em thì em 29 là sinh năm 91 hay 92? Dạ, 91 ạ. Anh 92 ạ? Dạ, anh 92. Không, làm trai thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi, nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết, chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn chứ xưng anh đi. Dạ. Hả, em thấy em gái thế nào? Dạ, bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần. Chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái, cảm nhận dạ. Con trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm phong việc ba nhiều mà. Dạ. Người của công việc, dân làm ăn mà, phong ba bảo táp. Nhưng mà em thích người già như anh không hay là thích người trẻ? Dạ sao cũng như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được, chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay? Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi gì vào? Dạ em bay từ Tuy Hòa vào. Khi nào em về? Dạ dạ thứ bảy em về. Dạ. Là ở tranh thủ ở lại chơi hả Cưng? Dạ em ở lại ngày chơi cô. Dạ em thì cũng chưa tính, có thể sắp xếp được. Rồi bây giờ mình bàn tới đi, khoảng bao lâu kết hôn được, hỏi đi em trai. Nếu mà quen nhau thì em dự định có cần phải thời gian không hay là niềm tin đủ lớn là được? Niềm tin đủ lớn là được. Dạ. Chứ còn 1-2 tháng không thành vấn đề. Dạ đúng rồi. Thì anh cũng vậy, anh cũng nói chung là khi mà hai người yêu nhau rồi chấp nhận được nhau là được. Tại vì tình yêu thì theo anh quan niệm là nó không phải là 1+1=2, và nhưng nó là 0.5+0.5=1. Cho nên là khi hai người cảm thấy chấp nhận được những tính tật, các tật này kia thì mình có thể đi đến kết hôn được, chứ không quan trọng về thời gian. Dạ. Lúc nãy tại vì em run quá nên em quên, nhưng mà em có cái khuyết điểm là em không có được đảm đang lắm. Em không biết là anh có thích con gái mà không được đảm đang không?
Là kinh doanh, nhân viên kinh doanh nhà hàng nhưng mà không đảm đang lắm hả? Dạ. Thì nói chung cái đó thì có thể học được chứ cũng không có, không quá quan trọng lắm. Ví dụ như anh nghĩ sao về việc chia sẻ công việc gia đình với người vợ nếu sau này? Cái đó thì anh cũng sẵn sàng thôi, nếu mà hai người yêu nhau cưới nhau rồi thì cái đó sẵn sàng thôi chứ không không quan trọng gì. Giao luôn một gì đó, hát tặng bạn gái cái gì đó. Rồi, bắt đầu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi mình đáp lễ lại luôn luôn con. Em cũng gửi tặng một bài hát đáp lễ. Thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát nhưng mà lại là về Phú Yên nữa. Chờ nắm tay vô đi. Dạ. Cảm nhận đi. Dạ. Dạ thầy. Đó đúng rồi. Dạ, em xin phép sẽ hát vài câu bài Trách Thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đặng nè, mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ. Trời ơi. Bấm hay không là quyền của các bạn, không đồng ý không cần bấm. 1 2 3 hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi, đúng không? Dạ, bấm hết rồi. Hả? Em trai không bấm. Dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc cho nên là em thấy bạn em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng gì đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Anh có ăn chơi không ạ? Ngày xưa thì có em, nhưng bây giờ thì tất cả đều hoạt động rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em chào anh Quỳnh. Em chào anh Quỳnh Linh, dạ. Dễ thương. Em chào quý vị khán giả. Em chào bạn cùng chơi. Em tên là Vương Thị Hoa. Em đến từ Bảo Lâm, Lâm Đồng. Hôm nay em 26 tuổi. Công việc của em đó là bán mỹ phẩm. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Trương Thanh Bình và em đang làm việc tại bộ thành phố Bảo Lộc. Nói lớn lên em. Trương Thanh Bình. Dạ. Đến từ Bảo Lộc, thành Lâm phố Đồng. Lộc, Lâm Đồng. Bạn kia đến từ Bảo Lâm. Dạ. Vậy là gần nhau đó hả? Gần. Mình nhiêu tuổi? Dạ, em 30 ạ. Bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mối tình thì xưa em có mối tình mà cũng chia tay lâu lắm rồi ạ. Nhưng cái mà cái công việc mà cụ thể của bạn trai là làm gì? Dạ bây giờ thì em đang kinh doanh mạng phụ kiện với điện thoại. Kinh doanh về điện thoại đó hả? Ở tại Bảo Lộc luôn. Dạ vâng. Bạn gái ơi. Dạ. Em đã trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ hai anh ạ. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một người yêu thế nào? Giống anh Quyền Linh ạ. Giống anh Quyền Linh. Dạ. Giống anh hả? Dạ mập mập nên đi ăn xí nhưng mà dễ thương ạ. Nãy giờ em đoán bạn trai anh bệnh như thế nào? Dạ, em nghĩ chắc là một người cũng nam tính ạ. Dạ, nói chung chắc anh có ăn chơi không ạ?
Ngày xưa thì có em, nhưng bây giờ thì tất cả ngưng hoạt động rồi. Nói chung em cũng không có chấp chiếm gì hồi xưa, nhưng mà miễn sao mình biết suy nghĩ là mình sửa đổi là được. Nói chung thanh niên thì cũng phải biết chút xíu. Anh bên đây anh hiền lắm, anh đẹp trai hơn anh dễ thương anh luôn. Em có cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Dạ, nói chung ngoại hình thì em không quan trọng đâu ạ, nhưng mà tính cách thì em rất là quan trọng. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, tính đừng có đàn bà quá, rồi đừng có xăm mình gì hết á. Wow. Dạ. Bên này hồi xưa có ăn chơi, bây giờ tạm ngưng hoạt động rồi. Mà không biết có để lại dấu tích gì hay không, để qua kiểm tra coi. Dạ, em chào chị Cát Tường. Có xăm mình chỗ nào không? Dạ, nhưng nếu bây giờ em xăm thì cũng không biết được ạ. Chị không biết, nhưng mai mốt bạn gái người ta biết. Dạ em đùa thôi chứ em bản chất em không thích xăm. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Mình điều gì mình không thích ở người phụ nữ? Dạ em không thích ở người phụ nữ là tính tình mà nếu mà giả sử thô lỗ quá hoặc là không biết nhẫn nhịn người khác thì điều đó là điều em không cảm thấy vui. Dạ. Nhưng mà nói thiệt nha, một thời gian dài mà không có bạn gái thì có nam tính không? Em 100% chị ơi, chị có thể tiếp được mọi hình thức. Kiểm tra mọi hình thức hả? Dạ. Hết đất nha, lâu quá anh đây không ai hết đất hết trơn. Dạ dạ. Rồi làm đi em. Như chị yêu cầu em thích bao nhiêu cái? Để hỏi. Dạ dạ. Em muốn anh thích nhiều cái? Dạ thôi có 100 cái ạ. À, trời có ít ác quá vậy cô. Dạ em biết hít không nổi đâu nên em tính vậy đó. Rồi tùy khả năng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi tùy khả năng em, 100 cái càng tốt. Nếu mà bây giờ mà tự nhiên mà em hít 100 cái thì mồ hôi nó ướt ra hết thì cũng khổ. Vậy thôi như này thì em hít đất một tay ha. Trời ơi ghê ghê, được được. Rồi hít đất một tay biểu diễn. Chà xuống dữ lắm nha anh Linh. Ghê chưa? 4, chà 5, khỏe à. 6, 7, 8, 9, thôi 10 cái được rồi, quá dữ, quá dữ. Quá dữ. Men không chị? Men, 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 men. Được, được. Hít đất một tay mà sát xuống đất luôn, chứ không phải hít mà cái điệu cái mông nhỏng 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 nha. Hít đàng hoàng, không có ăn gian. Được em, khỏe. Để anh Quang kiểm tra đàn gái coi sao nha. Dạ em chào. Ồ, chào em. Dạ. Anh khỏe lắm. Dạ. Người Bảo Lộc mà. Dạ vâng, đúng rồi. Lên dạ. Núi hái chè là nhiều lắm. Dạ đúng rồi, hái cà phê thôi anh. Hả? Hái cà phê. Em có thích mùi đàn ông gọi là quá hiền, ít giao tiếp không? Dạ quá hiền thì em cũng không thích. Nói chung ít giao tiếp cũng được anh. Nhưng mà giả dụ quá hiền thì khi mà quản lý một gia đình, mình là đàn ông mà, mình phải có cái chính kiến riêng của mình. Nên cần phải mạnh mẽ, với lại hiền quá nhiều khi bây giờ xã hội ra ngoài nhiều thứ lắm. Với lại em thích kinh doanh nữa, nên em cần một người hỗ trợ cho em về cái mặt. Thì ảnh kinh doanh rồi đó, em về anh hỗ trợ thôi, ảnh thì hơi hiền chút xíu. Dạ vâng, hiền kém tốt. Mẫu người đàn ông của gia đình đấy. Dạ vâng, em thích điều đó. Dạ. Rồi nếu mà hiền quá, anh không có thích sự lãng mạn thì em có đồng ý không? Dạ em cũng không phải là tiếp người lãng mạn ạ. Dạ nói chung là mình sống chân thành với nhau là được thôi, chứ còn sống mà hình thức quá là em cũng không có thích. Dạ trời, như vậy được rồi, được. Bây giờ mình là hỏi ý kiến của người thân đi nha. Em nay em đi gặp đi với ai không? Dạ em đi với em họ của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào, chào em thường, chào mọi khán giả trong trường quay. Em là em họ của chị Hoa. Thì sau một thời gian nghe anh chia sẻ bên này thì em thấy anh là người rất ít nói, có vẻ rất ít nói, nhưng mà bên ngoài thì có vẻ là điềm đạm mà cũng có vẻ trứng trạc nữa. Mà đặc biệt em rất thích là hai anh chị cùng ở Bảo Lộc thì nó sẽ thuận lợi hơn, rồi hai anh chị cùng kinh doanh nữa là rất là tốt. Nhưng mà em hỏi anh vấn đề nhỏ là anh theo đạo gì á? Dạ em Thiên Chúa. Ồ vậy là em thích nữa, tại vì vấn đề là khi mà anh và chị cùng theo đạo thì vấn đề quan điểm hôn nhân nó sẽ đồng nhất hơn. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau cơ hội. Tốt quá rồi ha em, được hết trơn ha em. Rồi. Rồi, em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và... Chị ruột á hả? Dạ vâng. À, có chị ruột là tốt rồi. Chào chị Hương Linh. Dạ, chào chị. Theo chị nhận xét thì bé rất là dễ thương. Dạ, con cảm ơn cô ạ. À, chị. Thì hai người hợp không chị? Không, tính cách cũng hợp. Rồi chung một đạo, rồi lại kinh doanh chung. À, thì... Dạ, em chị có tật xấu gì không chị? Dạ. Có tật xấu là hay giống nhéo mẹ. Trời ơi, như đó là còn nhõng. À, con út mà đúng không chị? Rồi có nhõng nhẽo mấy chị không? Thấy mấy chị cưng thì cũng hơi hơi chút. Rồi bây giờ em hỏi thiệt, bây giờ nếu mà út nó đám cưới rồi chị hỗ trợ út gì không nè? Hỗ trợ tối đa. Tối đa ha.
Dạ hả chị? Tại còn có một mình Út đó cưng à. Dạ, vậy tốt quá rồi em. Dạ. À, thôi mình cảm ơn chị trước đi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ tới mở màn lên cho hai bạn gặp nhau nha. Kéo màn lên, bắt đầu. Còn Út mình được cưng dữ à. Tặng em nhanh lúc gặp mặt. Trời, hít đất đổ mồ hôi quá ha. Thông cảm nha em, cái đó là hít đất nên mới đổ mồ hôi vậy đó. Ờ, anh có gì hỏi không ạ? Như em thì em muốn lấy một người chồng như thế nào? Dạ, theo em thì em thích một người chồng nói chung là sống cho gia đình. Dạ, biết nghĩ, nói chung là biết nghĩ về gia đình thì người ta sẽ làm những cái việc khác còn lại. Không có làm quá những cái việc xấu là được rồi. Dạ, em thì sống cũng hơi tình cảm nên không biết có hợp với anh không. Ờ, nhìn anh vậy chứ anh sống cũng cực kỳ tình cảm, anh sống nội tâm nhiều. Nói chung là em cũng sống nội tâm, thích tham gia mấy cái hoạt động từ thiện á, là em rất là thích. Ờ, khi lần đầu tiên gặp mặt thì em nhận xét anh sao? Dạ, em thấy anh cũng hiền. Dạ, nhưng mà chắc cũng không nên hiền quá đâu. Biết đâu về bắt nạt em lại sao. Anh nghĩ rằng anh thì cũng hiền nhưng mà chắc là cũng đủ sự mạnh mẽ và cũng đủ sự chín chắn để quyết định mọi việc, chứ cũng không đến nỗi là yếu ớt quá, nên em cứ yên tâm về điều đó. Như em thì tính nếu mà kết hôn thì em muốn trong thời gian khoảng bao lâu? Dạ, em cũng nói từ đầu rồi, đó là em thì em cũng xác định là 25 tuổi hoặc là 26 tuổi em sẽ lập gia đình, tại vì cái em làm cái gì em cũng có cái kế hoạch trước. Từ trước đến giờ em cũng chỉ lo sự nghiệp, nói chung em muốn xây dựng sự nghiệp trước rồi lấy chồng. Mà nói chung là một mình con gái á, nên ba mẹ cũng không yên tâm nên muốn lấy chồng trước. Rồi em cũng muốn anh cứ lập nghiệp rồi tiến tới kết hôn. Nói chung là em không quan trọng tuổi tác đâu ạ, có 30 cũng được, nhưng mà phải tìm thấy người mình yêu thương phù hợp thì em lấy thôi. Vậy là em là người phụ nữ luôn muốn lo sự nghiệp đúng không? Vậy thì chắc là anh không cần phải lo nữa rồi đúng không? Tại em lo hết rồi đúng không? Nếu nhân lấy em anh không phải lo mấy nữa. Mấy người cũng chọc em là lo phần chồng, nhưng mà thực ra em không thích phụ thuộc thôi, chứ em không phải là em lo hết được. Nên là giả dụ mai mốt lấy chồng về thì em cũng có thể phụ chồng được ít phần nào kinh tế thì đỡ khổ cho con thôi. Nói chung em cũng hơi cổ điển một xí. Không mà không phải đâu, em là người bán cổ điển. Bán cổ điển. Mình nói một câu gì nữa là kết thúc. 2 phút. Hết sức tình cảm nha. Mình nghĩ sao mình nói vậy trong giờ phút này. Bắt đầu. Em nói trước đi, anh nhường em. Thôi em nghĩ đến đó là một cái duyên rồi. Nói chung em thích người bạo lộc. Dạ. Mà còn chương trình có tặng 2 vé xem phim phải không anh? Nên em nghĩ chúng ta nên đi coi phim để tìm hiểu. Em nói gì với cổ đi. Giống như anh Quyền Linh nói, em hiền lắm nên nhiều khi em cũng hay giống như kiểu mà nghe người ta nói sao em hay làm vậy lắm chị. Nên em nghĩ là chắc em cũng muốn lấy được vé xem. Nói với cổ chứ, nói với chị chi. Dạ. Thôi, em nghĩ em nói vậy là cô hiểu rồi, tại vì cô là một người gọi là bán cổ điển, chị là không phải cổ điển hoàn toàn. Nên là có 50% trong đấy là hiện đại, nên chắc em nghĩ là em hiểu. Dạ. Rồi. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định tìm hiểu nhau, quyết định hẹn hò nhau, quyết định trao cho nhau một cái duyên. Thành phố Bảo Lộc, trời trong xanh gió mát, xe lạnh. Ở đó mình ăn bơ. Suy nghĩ nha. Một. Uống cà phê. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Có bấm hình như là bấm nhẹ quá thôi. Với hai người thì tôi nghĩ rằng có đủ điều kiện, đầy đủ thuận lợi để có thể tìm hiểu nhau và tiến xa hơn nữa. Chúc hai bạn sẽ có hạnh phúc càng sớm. Chúng tôi sẽ gửi tặng vé xem phim để hai bạn có thời gian đi xem phim với một không gian rất là lãng mạn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là những phần quà dành cho hai bạn. Mời bạn nữ. À, chúng ta giới thiệu về mình đi các bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Biên. Em Phan gì? Phan Viết Biên. Phan hết Biên. Viết là Biên, ví dụ như là Biên Thùy á. À Biên hả? À. Bao nhiêu tuổi Biên? Em hiện tại là quê gốc em là Sầm Sơn Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Ta hỏi nhiêu tuổi em trả lời gì?
Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Anh làm nghề gì? Em lái máy tổ nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em. Dạ, xin tự giới thiệu với mọi người. Em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh. Em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi, bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu, cứ mỗi buổi bảy nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lái chở người. À, mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương, rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ, có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào chịu mất hết. Và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả hay làm gì bạn? Dạ. Gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Rồi bây giờ tham khảo anh bên đây coi sao, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Tùy mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy. Nhưng mà dáng như chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi, nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, cái gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 45? 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội là phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái đó là trời cho làm sao thì hưởng lại. Trời nào mà cho, người ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha. Nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra. Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? Dạ, em rất là thích nấu ăn. Nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết á, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi. Em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong rồi ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. Thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ, chuẩn bạn trai của em là cao hơn em. Tại vì em cao 1m67 ra anh. À, cao hơn em. Nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Có xăm lỗ mũi thôi được không? Thôi. Còn gì nữa không? Hói cũng được, nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá, lâu sùm xìu quá, lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi. Hói không? Không có hói. Tóc để không hói. Ủa không, để tóc ngộ vậy? Ừ, tóc màu đen lạ mà. Cho coi coi có hói không, ngụy trang hay là? Không, không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà đừng có để râu sờm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng đã cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa xát. Nói chị trời, nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị bóp ngã một lần rồi. Nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được, biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi làm sao không mượn thì làm sao. Chắc tôi xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được, ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ.
Chứ đâu không cần mượn. Anh hiểu á. Để bảo bên bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên đi bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi. Ví dụ anh kẹt vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà. Y vậy luôn. Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, giờ không cho ai mượn tiền, yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Ờ thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài, tao không muốn cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều. Gì ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya thế nên là 9-10 giờ tối em không bao giờ ăn tắm. Sáng em mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa tắm không tắm mà gội đầu là sao, là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Ý cái đầu là... xuống gội thôi còn cái mình chừa lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Thì nó thúi chứ sao? Đâu có sao đâu, không tắm thì nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài bên đàn gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi, gì nữa? Em chơi thể thao, cho có môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi đâu. Không bộ đội thì những cái việc này rất là ok. Nhưng vấn đề chỗ mà... Ở giờ là tao không chịu rồi đó. Trời ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ, thơm tho vậy, mình đi kia không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello. Chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt. Nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm á. Anh hỏi lo nè. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà em huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm là khỏi cho anh vô nhà ngủ, ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao vậy? Ai biết. Tại vì anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Vin là cũng có họ hàng. Nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Được. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Quỳnh Linh. Dạ, chào dì. Dì nhìn thấy nhìn cái anh ở tắm đầu không tắm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó, còn tắm đầu tắm mình thì cái đó như nó đùa thôi chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó gì? Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái nha, chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là trung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam trung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Dạ. Còn em nhìn bên Bin á thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chú không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Dạ, chào, cảm ơn anh. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy anh là được 9/10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn, về nhà chắc là không ăn hiếp em. Hên xui. Mong là hên nhiều hơn xui. Rồi còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Ủa là sao? Chị không hiểu. Hả? Hát một mình thì em hát không được.
mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta nên em không bao giờ em hát. Dạ em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi, coi như mọi người xung quanh không, em tỏ tình thì không nhất thiết phải hát chị. Theo như... em làm gì em làm đi. Muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh và em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm. Anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, tức là vậy. Bạn gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi. Đó là nhắn nhủ bao nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Nào, để tay nút bấm. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Không có gì đâu khó. Đâu nhiều quá anh ơi. Đó. Đó. Nói chi cho nhiều. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em không có ý gì. Nói đi, không thể ngại đâu. Dạ như anh Linh mới... vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quyền Linh, dạ chào chị Hồng Vân và dạ, chào quý khán giả. Em tên là Hoàng Trâm, em đến từ Cà Mau. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, chào người bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Ngọc Nhiệm, em 34 tuổi, em đến từ Bạc Liêu. Trời ơi hả? Có gần không? Sát bên nhau. Ủa sát bên luôn hả? Ngày xưa hai tỉnh này là một đó. Dạ. Trâm Trâm làm công việc gì vậy? Dạ em là buôn bán quán ăn anh. Quán gì ăn gì? Quán bún mắm miền Tây mình. Ờ bún mắm hả? Dạ. Mình làm gì cưng? Dạ em là giáo viên ạ. Em dạy là thuộc tỉnh Bạc Liêu nhưng mà cái chỗ đó đó chị là nó giáp với Cà Mau luôn. Giá Rai hả? Dạ không, ở huyện Đông Hải anh. À vậy à, trời ơi sát bên luôn rồi. Ờ là em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Trời đó coi. Em thích ăn bún mắm không? Dạ bún mắm là cái quê đặc sản quê em đó anh. Đúng rồi, chính ra bún mắm ở Bạc Liêu cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Em bán mắm ở đâu rồi em trai? Em bán bún mắm ở 78 Trần Quang Khải, quận nhất mình á. Gì? Bán ở Sài Gòn á. Trời ơi, bây giờ tôi bán mà thành Cà Mau. Tôi bán thành phố Hồ Chí Minh. Trời, tôi tưởng hai người sát bên rồi, bây giờ người ở Bạc Liêu, người ở Sài Gòn thì giờ mừng ăn gì đây? Dạ. Không sao, mỗi năm em về quê mấy lần? Một lần anh. Gì vậy, có một lần hả? Tại vì bán suốt á, rồi tới qua Tết mới về được. Bán đây là thuê nhà bán hay là em? Bán ở ngoài dĩa hè anh. Bán với ai? Bán với ông anh, hai anh em bán. Hai anh em bán quán hả? Chị. Chào chị. Dạ. Ở chỗ nào, bữa nào anh ghé ăn coi. Dạ, ngân hàng Exibank mình á. Trời, bán ngay ngân hàng luôn hả? Chứ cũng Trần Quang Khải mình á. Chỗ đó là mà nhiều mấy quán hàng quán mà ở lề đường ăn cực ngon luôn. Dạ. Ở trong đó có cái bánh canh gì nữa đó. Cái đường Trần Quang Khải nó có một cái tiệm bánh canh cũng rất ngon. Chiều nay ăn bún mắm đi. Ăn bún mắm. Dạ. Anh về dưới bán bún mắm ơi. Ở dưới bán cũng có nhiều mà bán... nhiều người bán, ba bán có bằng ở Sài Gòn mà chị. Em gái ở trước cổng trường em có ai bán bún mắm không? Dạ không anh ơi. Đó ngon. Về dưới Bạc Liêu dọn dưới Bạc Liêu. Hết hồn không? Trời ơi. Dạ chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Nhỏ vậy con cấp ba nha. Giữ luôn rồi nha. Dạ. Em. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được một mối gửi. Hả? Là một chính thức với một em đơn phương thôi à. Đơn phương là kêu mối rử rồi. Dạ. Chính thức chưa được một năm anh. Rồi sao chia tay? Em nghĩ phụ huynh nhìn dáng em tưởng học sinh nên không đuổi. À dạ. Mà em cái điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Điểm yếu thì em là mê chơi. Cô giáo mà mê chơi hả? Tức là em làm việc nhưng phải có giải trí. À đúng rồi. Em có nhiều cái sở thích nên dẫn đến là mất nhiều thời gian. Thích gì? Dạ em thích mà thầy hiệu trưởng gọi em là thích đủ thứ. Em thích hát nè, thích xem phim, thích làm thơ, thích đánh cờ. Thích đủ thứ đúng rồi đó. Thích đánh cờ. Nhưng mà quan trọng là dạy tốt được rồi. Mà cô giáo dạy môn gì cơ? Dạ em dạy vật lý. Rồi hồi để coi. Giỏi để lắm á. Vật lý với chàng trai nha. Dạ. Em trai, em có mấy mối?
Dạ em có hai mối tình mà lâu dữ rồi. Lâu dữ là lâu bao lâu? Cách nay cũng khoảng chừng 20 năm. Trời ơi. Một mối tình đầu tiên là hồi đó là bà nội dẫn đi coi vợ mà hai người không hợp rồi đó chia tay. Ủa, ông nhiêu tuổi rồi mà 20 năm mà ông có mối tình đầu tiên rồi đi hỏi vợ là sao? Hôm nay 39 tuổi rồi vậy. 39 tuổi cái đang 19 tuổi là bà nội đã kêu đi lấy vợ rồi hả? Ở quê 16 17 tuổi cưới rồi. Ồ trời. Mới quen đây khoảng 4 năm nay. Rồi cũng không hợp rồi chia tay là 4 năm mới quen một năm. quen 1 năm nay. Rồi thấy gì không hợp. Không hợp nữa hả? Sao mới hợp với em? Không phải thấy cái bên cái em đó thấy là hơi lăng nhăng. Ai lăng nhăng? Bên em bạn gái đó. Rồi bây giờ nè. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi. Tìm một người biết lo cho nhau, cho gia đình với ông bà cha mẹ. Người vợ thì tóc hơi dài một chút, cao khoảng 1m50 trở lại được rồi. Cân nặng khoảng chừng 45-50kg trở lại thôi. 39 được không? Dạ. Cái đó về nuôi thêm là lên được ăn anh. Ăn dạ, là lên. Dạ. Đó mà đàn trai yêu cầu vậy, đàn gái thấy sao? Mình sao nè, mình có cái yêu cầu gì với người bạn trai của mình không? Dạ em thì em hơi thấp, cho nên là em muốn bạn trai cao cao một tí, khoảng 1m68 đến 1m72 chị. Còn cao hơn nữa thì em lại sợ không có xứng. Mà lùn hơn sao? Dạ lùn hơn thì em tội nghiệp cho con cháu sau này. Về ngoại hình sao nữa? Dạ ngoại hình thì đừng có bụng bự, đừng đồ hói là được. À thêm nữa, không lưng dài. Lưng dài là làm biếng đó đúng không? Anh này anh buôn bán là chắc chắn không làm biếng rồi. Dạ tính tình thì đừng có ích kỷ, khoa trương, đừng khoe khoang đó chị. Đừng. Nhưng mà ông này ông bán bún mắm bắt bụng phải khoe rồi. Ông không khoe ai đến mua bún mắm của ông đúng không? À, lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em không có ý gì. Nói đi, không có gì ngại đâu. Dạ như anh Nguyệt Linh mới... vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Rồi bụng sao mới bự? Bụng bự là những người nhậu nhiều quá đó. Anh đây không nhậu không hút thuốc em ơi. Không nhậu không hút thuốc. Chị hỏi thiệt nè, cái về cái yêu xa vậy em có ngại không? Dạ đối với em thì khoảng cách không là vấn đề, em chỉ sợ tính người thôi. Có nghĩa là một năm anh về thăm em lần đó là được không? Dạ được. Được luôn hả? Rồi sao rồi em có sắp xếp lên thành phố thăm với ảnh được không? Em thì công việc em thì hơi nhiều á, cho nên em nghĩ là bên nam chủ động hay hơn. Thôi giờ tùy ông đi, ông yêu bắt buộc ông phải bỏ bún mắm ông về dưới ông thăm thôi. Thế nào bây giờ em tính sao? Cái vụ mà năm em về quê là anh thấy không ổn rồi đó. Ủa nó là em phải chủ động về đó. Nếu mà vậy, nếu mà mình tiến tới là mình hợp nữa thì được, về quê làm nấu bún mắm bán luôn cũng được. Dọn về quê có ý định không? Dạ có. Dọn về Bạc Liêu. Dạ, được ha. Dạ tại vì là công việc nhà em là em đương như nội trợ hết, em biết hết. Ừ. Dạ em làm hết được. Dạ. Đứng lên coi lưng có dài không? Quay coi lưng này. mệt mốt à. Em nói vậy thôi chứ giờ sao cũng được, tại vì mế quá chị ơi. Không bao em đi với ai hả? Dạ em đi với em gái đồng nghiệp. Dạ xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Thì em là đồng nghiệp của chị Nhiệm. Thì chị của em là người rất là vui vẻ hoạt bát. Còn về anh bên đây thì em thấy anh cũng biết làm ăn, cũng giỏi. Nói vô đi, đãi mấy chầu lẩu mắm. Ăn lẩu mắm miễn phí được không? Dạ. Em không ăn mắm. Dạ chị Nhiệm thì rất là thích mắm. Ghiền hả? Dạ. Cô gái này ghiền nè, dạ. Ghiền mắm. Chút xíu hỏi ship lên cho ông Mai và Mới được không? Ship cũng được, nó dễ, cũng có ship được. Em có đặt trên Grab nữa. Chút nhớ chở là mấy tô nha. Vậy bữa nay chứ không có bán anh, chứ ngày mơi á, bữa nay như vậy bán kịp. Đây ông đi hẹn hò rồi. Thôi giờ bỏ qua đi. Ông không thôi. Có bán. Thôi bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh. Ông anh bạn gì vậy? Ông anh Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể cô bác ở trong trường quay hôm nay. Theo nhận xét của tôi thì thấy hai em ở bên về phía em gái thì rất là dễ thương, cái tính thật thà. Theo tôi thì nhận xét là ok number one. Yeah. Sao hai nghỉ bún mắm vậy? Tại... Hẹn vì hẹn hò phải nghỉ. Dạ, hai anh em bán à? Hai anh em có bán chung nhau không? Dạ em bán, hai anh em bán chung mà. Hai là bán chung một gánh là hai ông ngồi đây hết rồi lấy nghỉ. Gì bán? Tưởng là có gánh khác thì lấy ship hàng của ông anh mà giờ thôi xong. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha.
Bắt đầu. À, đứng lên nhận bông nè. Anh cũng muốn quà anh gửi cho em. Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là mình đứng mình giao lưu chút xíu coi. Em coi cái lưng nó dài không, bụng bự không? Đó, coi. Dạ, được không dạ anh? Không về em ha. Dạ. Hả? Em có hối không em? Anh có hối không? Chắc hối không bằng em đâu. Vậy dạ, ok. Rồi bụng coi sao? Bụng hả? Ừ. Chưa bằng trái bóng, nó chưa bự đâu ạ. Chấp nhận được đúng không? Cái dạ này là tất cả những cái gì mà em yêu cầu là đều vượt qua hết được đúng không? Dạ. Bây giờ là em hát bài tặng cho cô gái cái đi. Mình lấy tình cảm ban đầu cái nào? Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Vậy đó. Dạ, dạ. Anh mệt quá chị. Rồi đáp lại em gái. Đáp luôn. Dạ. Em cái giọng em đang bể, không biết hát giọng cổ được không? Được. Dạ, ok, hát câu đi. Dạ, để em lấy bình tĩnh. Dạ. Nửa đêm thao thức nhớ quê hương, nghe đường giọng cổ lòng dương dấn lòng. Dù đi trăm núi ngàn sông, tình quê xứ sở lòng không đổi dời. Bạc Liêu ơi ngày đó xa xôi, ai chối bài giả cổ cho con quen công xuân xuôi về giảng ngà. Cho bài giọng cổ ngày nay như lời ru của mẹ thăm tình. Rồi em hỏi cô có bao nhiêu ký hợp với em không? Nãy em nói đó. Em được nhiêu ký à? Dạ, hiện tại là em 39 ký. Trời, đúng số mong muốn luôn á. 39 số đẹp đấy em. Dạ. Ủa anh ở Cà Mau mà anh ở đâu? Anh ở Cà Mau mà nhưng mà huyện Trần Văn Thời nằm bên du lịch Hòn Đá Bạc á. Em có đến đó chưa? Dạ chưa. Quê gốc của anh á, bà nội á thì Bạc Liêu. Rồi anh lên đây lập nghiệp bao lâu rồi? Anh lên đây cũng khoảng 5 năm rồi. Rồi anh dự định là lập nghiệp trên đây luôn hả? Cũng chưa có biết nữa, tại vì giờ bây giờ ba mẹ nhà còn có ba mẹ không à. Ba mẹ mẹ dưới quê. Còn anh mà muốn bên ăn thua là bên vợ, nếu mà tìm được vợ nó bên trên đây cũng được, mà còn về quê cũng được. Giờ là tính là về Bạc Liêu rồi đó. Sau này mình có tiến tới hôn nhân á, em thích mấy đứa con à. Em nghĩ là con cái là chuyện tự nhiên thôi à. Thật sự thì em cũng thích nhà đông vui. Anh thích một đứa là được nuôi đủ rồi. Gái đầu lòng còn tốt nữa. Được không? Được không? Em muốn sao? Em muốn một hay hai? Muốn càng nhiều càng tốt mà. Em là thích nhà đông vui chị. À, đông vui. À thích nhà đông vui. Dạ. Ừ. Nên ta thích đẻ nhiều. Dạ. Thôi nhỏ con thì đẻ hai đứa thôi. Dạ. Em dạy vật lý đúng không? Dạ. Bây giờ em thử đứng em giảng một đoạn nào về vật lý, về cho bạn trai hiểu được cái công việc của em cụ thể hơn. Dạ. Nhìn bạn coi như đây là học sinh của mình nè. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Yêu là sóng dần trên dây có hai đầu cố định, hai sóng cùng tần số bắt gặp nhau, dao động cùng phương với độ lệch pha không đổi. Đó là lòng chung thủy của tình yêu. Giống như nút trên dây luôn cố định, bởi yêu rồi không thay đổi được đâu. Biên độ bụng luôn luôn là cực đại, mãnh liệt chân thành là sức mạnh của tình yêu. Số nghiêng lần bước sóng, nhưng trái tim dẫu có nhiều ngăn nhiều vách, nhưng trọn vẹn trái tim mình chỉ chứa một nửa của mình thôi. Em xin hết. Nói đi bé hiểu không? Em đang nói về sóng dần đó anh. Yeah. Anh học sinh hiểu không ạ? Có hiểu không? Sao anh? Chưa hiểu gì mày. Thấy chưa? Tôi biết mà. Hồi nãy thấy cái mặt bơ bơ là tôi biết không hiểu rồi. Thôi giận gì đi. Cụ thể hơn sao cho anh học trò hiểu đi. Và để lại đi, chừng nào em đi ăn bún mắm nhiều á. Dạ. Cái mỗi ngày em nói ít. Dạ là hiểu đi. Dạ. Anh Nguyễn ơi, em nghĩ là chắc phải lâu dài anh ơi. Không có lâu dài được. Cô giáo làm sao em giảng cho người ta hiểu được á. Độ dài của dây á là giống như cuộc đời của mình vậy đó. Rồi, tuy là cuộc đời mình nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà tóm lại khi tìm được đúng người á thì trái tim mình chỉ chứa một người đó thôi. Đúng.
với một người là đúng rồi, đúng rồi. Được rồi đó, vậy ta mới hiểu rồi đó. Dạ. Nào bước tới đấy, nói đi, cho dù anh có bán bún mắm ở đâu đi nữa thì anh vẫn hướng về em gì đó, thí dụ thế. Anh thì cũng ở trên đây xa xôi, nếu mà có dịp nào á rồi em với anh tìm hiểu nhau và đi về chung một đò luôn cũng được. Trời ơi, ông mối tôi không quy định sao bây giờ ông tưởng ông học trò luôn rồi đó. Em cũng tưởng em giáo viên không. Dạ, thưa cô, đó y chang vậy luôn đó. Nói đi, nếu cần em thấy dời cả bóng bóng về với Bạc Liêu. Em thấy tay anh ấm hơn tay em. Nóng hơn, ấm áp hơn. Em mới muốn cùng anh về bán bún mắm luôn. Dạ, yeah. Anh mà rủ em bán bún mắm là mấy nhỏ trách anh đó. Yeah. Có thể thì em chỉ phụ thôi thì được. Yeah. Bán ở Sài Gòn hay là bán ở dưới Bạc Liêu? Anh thì anh bán đang bán Sài Gòn, mà nếu mà cùng em thì Bạc Liêu bán cũng được, hoặc là Sài Gòn bán cũng được. Nói chung là em thích ở đâu anh dọn bún mắm gì đó. Đó. Nói vậy đó. Là em thích ở đâu anh dọn gì đó. Ừ. Dạ em thật sự là bún mắm là cái món em rất là thích á. Yeah. Như là khi nào mà em ăn không thấy ngon cái gì đó hoặc là chán ăn gì đó thì em sẽ đi ăn bún mắm. Yeah. Nếu mà có dịp đó mà được gì thì anh về đó anh bán cùng em là ok rồi. Ok không? Ok. Vậy anh ta hỏi thì trả lời đi. Dạ. Ok không? Đó ừ. Bây giờ là mình suy nghĩ cho thật kỹ hai bên, nhắm mắt lại, thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, thì quán bún mắm cứ về bán, cô yeah. giáo cứ dạy trường của cô. Yeah. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Em bấm gọi thôi, chắc nó không ăn hay gì đó. Rồi giờ mới ăn. Làm rung đổ nồi nước mắm luôn, nước mắm luôn. Đúng rồi, chứ em bấm một ngón đúng không? Dạ đúng rồi. Nắm tay đi cưng. Đó, nắm hai tay coi thấy sao? Nắm mát không? Hả? Nắm mát. Nắm thích thích không? Thích. Rồi xin phép cô chú cho hôn em nhiệm cái hôn. Rồi con xin phép cô chú cho con hôn mà em con được hôn nha. Rồi. Bạn muốn tìm một cái người yêu của mình như thế nào? Cao cỡ mét 55 trở lên, da trắng, mặt thì bầu bĩnh khỏe xoan, mũi cao. Được không em? Em tự cảm thấy em đạt được bao nhiêu phần trăm những tiêu chuẩn không em? Được. Rồi, mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi em. Em tên Hậu, quê em ở Quảng Nam. Hiện em đang làm marketing online. Em sinh sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26. Rồi, mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn, 33 tuổi. 33. Dạ, quê quán là ở Quảng Bình. Hiện tại thì ở quận 2. Sơn làm gì? Nghề nghiệp của em là kiến trúc sư, có chức vụ làm quản lý kỹ thuật và dự án. À. Giới thiệu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cố gắng trong công việc, sáng tạo. Em nhiệt tình với bạn bè, hát hơi hơi hay. Rồi ok, hát hay hát trước đi. Nó sôm lên. Hát lớn lên, hát lớn lên cho anh kia nghe với. Mời bạn. Anh có nghe mùa thu mưa bay gió nhẹ, anh có nghe nai vạn hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hơn. Dạ. Hay quá. Bạn gái hát rất là hay. Hay đúng không Sơn? Để Sơn hát đáp lại đi. À, để đáp lại bạn gái thì em cũng có một tiết mục vừa hát vừa chơi đàn guitar. Anh có cái đàn để sẵn rồi. Anh xin tặng bạn gái ở bên và quý vị khán giả bài hát là có tựa đề Yêu Em Dài Lâu. Trong tay anh nghe ngọt ngào, cho bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em,
anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Rồi, cảm ơn anh. Bạn muốn tìm một cái người yêu của mình như thế nào? Thì ngoại hình thì cao cỡ mét 55 trở lên, da trắng, mặt thì bầu bĩnh quái xoan, mũi cao, có nghề nghiệp ổn định, hiền dịu một chút, dễ thương. Nhưng mà về công việc ở phía ngoài thì có thể là rất là mạnh mẽ. Ở người ở xa vào Sài Gòn sống thì cần cái con người mạnh mẽ để vươn lên ở trong cuộc sống. Được không? Được không em? Em tự cảm thấy em đạt được bao nhiêu phần trăm những tiêu chuẩn anh em? Không được. Không được hả? Để lát chị qua chị thương lượng. Ở bên kia muốn tìm muốn... người yêu của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm người chín chắn, lớn hơn em khoảng 8x. Cái này có, lớn hơn thì có, chín chắn có. Rồi gì nữa? Tại em sống trong thành phố Hồ Chí Minh, em muốn có người mà định cư ở đây, làm công tác ở đây, quê quán ở đâu thì em không có quan trọng. Ủa em có định định cư làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh không em? Đó cũng là định hướng của em, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn gì nữa không em? Không có bảo thủ, biết lắng nghe, nói khi mà quen nhau thì hai người cùng nhau mà chia sẻ, chịu được cái tính nói nhiều của em. Ủa em nói nhiều lắm hả? Nếu mà gặp người lạ thì em sẽ rất ít nói, nhưng mà khi mà em đi làm đến một môi trường khác mà em không có được nói, về nhà em chỉ xin 5-10 phút rồi em nói xong rồi thôi. Được mà, đơn giản, ngày có 5-10 phút mà. Em, về ngoại hình không được mập thì cao ốm, cao hơn em đi khoảng 1m65 là được. Cao, ở đây có cao luôn. Em thích mặc áo sơ mi đóng thùng. Có áo sơ mi đóng thùng bên trong vậy? Có. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Theo dõi em á, ví dụ như mà quen thì xác định quen là tin, mà nhiều lúc thì rình rập không? Đúng rồi. Người ta ghen, người ta yêu người ta ghen. Vậy em có theo dõi lại anh ta không? Không, em quen là em tin tưởng. Em có ghen không? Có, nhưng mà em không có phải là soi mói hay lục điện thoại hay như thế nào để em ghen. Nhưng mà nhớ nha, không ghen, không có lục lạo. Chào anh chị. Không có coi điện thoại, kiểm tra gì hết. Mà hãy khi nào phát hiện mà anh có cái gì đó là người ta sẽ nói thẳng và chấm dứt. Cái đó cũng rất là hợp với em. Tính em rất là thẳng thắn. Và cái những cái gì riêng tư của bạn gái hay của người trong gia đình á thì mình giữ riêng tư của họ. Anh có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Hay tám chuyện ấy, gọi là bà tám ấy. Ngồi lê đôi mắt thì nó không có vui. Và nó mất thời gian. Mình dành thời gian đó để mình làm công việc và mình kiếm tiền, hoặc là chăm lo cho gia đình hay gì đó thì nó tốt hơn. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, đến Quan xem bên đàn gái thế nào nha. Chào em. Nãy giờ anh đưa ra yêu cầu như vậy hình như không hợp với em đúng không? Sai sai chút ha. Nhưng mà anh tin chắc rằng khi anh ấy gặp em, anh ấy sẽ thay đổi những cái suy nghĩ đó. Em có bao giờ đi Quảng Bình chưa? Dạ chưa. Quảng Bình đẹp lắm. Những con người ở Quảng Bình rất là chân thành, mến khách. Quảng Bình có Đồng Phong Nha nè, có hang Sơn Đòn nè. Phải, tại em cố tình em không biết để anh giải thích đó. Ủa vậy hả? Vậy anh vô duyên quá. Anh giải thích, tự nhiên anh giải thích luôn. Anh ấy là một kiến trúc sư. Dạ. Là hơi lãng mạn chút xíu đấy. Dạ. Được không? Em thích lãng mạn, em cũng vậy. Em thích lãng mạn, vậy là tốt rồi. Anh chỉ có những cái điều như vậy thôi. Cô ấy cũng thích lãng mạn. Dạ. Hôm nay em có đi vai không? Dạ em đi với bạn thân. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh, em chào anh. Thì trước tiên thì em nói về bạn em một chút xíu. Bạn em có một cái ưu điểm mà cũng là nhược điểm luôn, đó là bạn em nó chơi rất là hết mình với bạn bè, đôi khi là bị những người khác lợi dụng. Em thấy anh một người chững chạc, nhẹ nhàng, kiểu như anh tình cảm á. Chỉ có một điểm đó là bạn em thích bạn trai mập một xíu, thì em chỉ thấy anh bị cái chỗ đó thôi. Em cũng hy vọng là anh và bạn thì mình cứ bấm nút đi, xong rồi có gì mình ra ngoài mình nói chuyện tìm hiểu với nhau, tại vì không phải là dễ mà mình gặp được cơ hội. Sơn có đi với ai không? Dạ em có đi với chị gái, cháu gái và những người bạn. Chị ruột hay là chị? Dạ chị ruột. Rồi chào chị. Em chào anh Quyền Linh, cùng chào chị Cát Tường. Chào các bạn trong trường quay. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy ở giữa trường ở giữa Bình Phước. Và thực sự nói chung là hôm nay em mình hẹn hò nhưng mình rất là hồi hộp. Thực sự là như thế. Chị nhìn thấy em thì nói chung là chị cũng rất là mến, bởi vì nhìn rất là hiền lành, cũng rất là dễ thương. Và chị thấy là hai em là có một điểm rất tương đồng, đó là cùng hát nhạc mà nhạc buồn buồn giống nhau đấy. Đó. Cho nên là chị nghĩ là hai đứa bay mà về mà hát với nhau thì chắc là cũng vui cả ngày. Cũng mong muốn rằng một lần nào đó sẽ dắt em về Quảng Bình để được thăm Đồng Phong Nha và cảnh đẹp cũng như là gia đình của chị. Cảm ơn Trường Quang. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, okay. Bây giờ kéo màn lên. Bây giờ mở màn lên là mình tặng quà xong mình hát Quảng Bình quê ơi luôn ha. Ok, nào, mời hai bạn.
Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Hát liền, hát trước, gây thiện cảm. Dạ. Liền. Quảng Bình bao miền thương, đã 10 năm rồi quê ta bao đổi thay rồi. Trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê. Anh có hay đi công tác không? Anh thì cũng ít, bởi vì là mình dân văn phòng nên mình làm ngồi ở máy tính là chủ yếu. Hiện tại thì anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở quận 2. Không biết là em đang... Dạ, em ở Gò Vấp. Dạ. Thì cũng không xa lắm. Quan điểm về tình yêu của anh là gì? Tình yêu đó là cái sự cảm thông chia sẻ lẫn nhau, cùng vun đắp những cái hạnh phúc. Này đúng hai người nói hai người nghe. Nếu mà trong khoảng năm nay thì anh cũng có thể quyết định là mình đến tới hôn nhân thì em có thể là chấp nhận được không, hay là có thể thời gian lâu hơn? Nếu mà hai người đồng hợp nhau thì tiến tới hôn nhân thôi, chứ em không có quan điểm là phải 1-2 năm để tình cảm đó nó đủ lớn để cứ. Thế công việc của hai người có bổ trợ gì cho nhau được không? Theo em thì cũng có, tại em là dân marketing online, còn ảnh là kiến trúc sư, thì nếu mà làm về công việc hay là làm gì đăng quảng cáo trên Google hay như thế nào, tại vì em là đa số là em trực tiếp trên Google thì em có thể hỗ trợ lẫn cho anh. Marketing cho anh vẽ nhiều ngôi nhà, vẽ nguyên ngôi nhà của mình luôn. Dạ. Thì nếu có cơ hội em sẽ dẫn em về tham quan một chuyến du lịch cùng bạn bè rồi người thân và gia đình. Dạ. Bạn nam có gì để có thể thuyết phục được bạn nữ không? Hãy về đời của anh sẽ mang cả thế giới về cho em. Rồi, chúng ta hết thời gian. Chúng ta đến đây không phải bấm nút để ra ngoài kia uống cà phê, mà đây bấm nút để chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến tới xa hơn trên con đường hạnh phúc. Quyết định các bạn rất quan trọng. Bấm hay không là quyền của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Nếu như bạn gái không bấm nút thì bó hoa đó như thế nào? Hoa vẫn là của bạn gái. Thì tại sao không tặng ngay từ đầu? Dạ, đó là một cái bất ngờ em muốn dành cho bạn gái. Rồi, nắm tay nhau rồi. Đi, hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn đi xem phim thật vui vẻ. Tự tin lên. Đó là truyền thống của bạn Nguyễn Hằng Hò đó. Chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn. Chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, anh chào chú Quỳnh Linh, anh chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trùng Kỳ, năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc ạ. À, kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng. Em đến từ Bình Định ạ. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Anh vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ? Dạ. Điểm yếu của em là hơi ung bướng một xíu, nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình, nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ, tức là rất là thích đi phượt, và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi. Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy về cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng rồi. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền, cũng võ là dữ lắm á. Em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả?
Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Dạ. Lâm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc, bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là em hát hay dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc, mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo giạc mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi bèo giạc. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ. À. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ 6 năm và đã chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Do chia tay là do em ham công tiếc việc quá, cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta, nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng tiếc rồi, quá. Ai mà chờ đợi mình nổi. Con gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua hai mối tình ạ. À. Hai mối tình. À, một mối tình từ thời mới ra trường ạ. À. Sau này em có quen một người nữa, nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là sai mặt, chắc lòng quá chị. À, bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? À, quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. À. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào? Xin chào bạn nam bên đó ạ. À. À, chào bạn nữ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. À. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau. Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau. Mà em có biết võ không em? Dạ, như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có võ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chuẩn kỳ quý vị. Nhưng mà mình muốn một bạn nữ á, mình phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi mình phải biết tự bảo vệ mình. Và cái mẫu con gái là phải tóc đó là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài. Có. Mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt. Có thể nó có một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Ha. Chào em gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây hơi gọi là kỹ tính chút xíu. Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xề xòa. Xề xòa. Người này kỹ tính không có xề xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chúc em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc. Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mừng thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn. Và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thấy em rất là dễ thương. Với lại... Mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ, cái này ngắn để dài được. Rồi, chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn.
Anh nghĩ là hôm nay thì chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh. À, anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính à. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tăng công ca. Tác. Không, tăng ca, em đi công tác anh. À, thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. nên là hầu như sẽ không có cái ngày nghỉ Chủ nhật. Chỉ dạ. là buổi tối thì được. À, giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập. Nên là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. À, nếu anh thích là làm dâu thì cái này là mẹ anh này hoan nghênh. Dạ. Mẹ anh là thích có con dâu. Bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. À, những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chọn bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này. Mình cảm nhận như thế nào mình hãy nói cho đối phương nghe. Một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi. Thì chúng ta hãy thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, dân sale gì kỳ cục vậy. Nói chuyện vậy chứ. Sao chốt hợp đồng, ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông, đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị. Mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi. Rung cả người chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Sao thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái có một thoáng suy nghĩ. Chắc là em bấm hơi chậm thôi. Bấm hơi chậm. Tự tin lên. Đó là truyền thống của bạn mới hẹn hò đó. Chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn. Chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ, biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc, rượu chè hay gì đó. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Hai bạn giới thiệu về bản thân đi, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng quý vị khán giả ngồi đây. Em là Bùi Phượng. Năm nay em 23 tuổi. Em đang công tác tại công ty thanh toán điện tử OnOnPay. Nhiệm vụ chính của em là làm về bộ phận nhân sự. Quê quán của em là Ninh Bình ạ. Rồi, dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thành Công. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 24 tuổi. Và hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên kia tên là Phượng, bên đây Thành Công. Phượng Thành Công. Được, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em chắc là em cũng được mọi người công nhận là vú nuôi của công ty. Em nấu ăn cũng là tạm được. Trong các buổi tiệc thì chắc em chuyên là người gọi là vú nuôi, chuyên xào nấu các kiểu để cho mọi người ăn cho thoải quá mái. Quá tốt ha, ôi trời đậm đàn. Em được cái nữa là tâm hồn ăn uống hơi cao. Đặc biệt ưu điểm chắc là ăn nhiều béo, cũng béo chị ạ. Cái mức độ gọi là 8kg mỡ dư thừa. 8kg mỡ dư thừa. Em cũng mong là mình giảm, nhưng mà cái đấy nó xa xỉ quá chị ạ. Sao xa xỉ, giảm được mà em, trời mình ơi. Mình khó khăn quá. Chị cũng ăn nhiều nè, ham đi chơi, ham ăn lắm nè.
Không sao đâu, ăn có sức khỏe cho nó đẹp. Rồi, nhược điểm của em chắc là nói nhiều. Sao gọi là bệnh nghề nghiệp, một ngày mà em không nói được 1000 từ chắc là em gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Không nói là cái gì xì khói lên đầu đúng luôn đó. Dạ, vâng. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em á là em có đủ sự chín chắn để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người mình yêu thương. Và cái thứ hai á là em không có hút thuốc, em không có cờ bạc hay là nhậu nhẹt. Chỉ khi nào mà em giao tiếp với các cấp trên thì em mới uống giao tiếp thôi. Rồi. Tốt rồi. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì thỉnh thoảng cũng ngồi cũng hay rung bồ, rung đùi. Đùi nhiều người rung mà. Đừng có rung quá tao mỏi mắt thôi. Dạ. Với lại em cũng hay quên. Em đã có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua cũng hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dài nhất là 2 năm. Sao chia tay? Do cái tính chất công việc của em á, cũng ít thời gian quan tâm á, cho nên vào một ngày đẹp trời bạn đó đã có người khác. Nhớ chú ý điểm đó nha. Dạ. Quen cô đây là phải quan tâm nha. Bên đây mấy mối tình rồi em? Em cũng 2 mối tình ạ. Trước đây thì em yêu một anh chàng ngoài Hà Nội. Sau khi quá trình học tập thì anh ấy lại trở về quê. Thời gian không thể níu giữ chúng ta, thôi là anh ấy vì là khoảng cách đôi ta nên là em chia tay. Vâng, nói chung là chia tay sau một thời gian thì em có yêu thêm một người nữa, cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Dạ. Tóm lại thì cuộc tình của em thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có tóm lại vào 2 từ là trai bỏ, trai bỏ, trai bỏ. Cả 2 mối tình đều bị trai bỏ hết. Thôi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ bổ sung cho cái tình yêu mới này đẹp hơn ha. Quan tâm và ít nói chút xíu. Bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em thì cũng khá đơn giản đấy ạ. Cũng là một người ít nói, biết lắng nghe một chút, biết chia sẻ một chút. Có nghĩa là khá là người trung thủy. Vì cuộc sống mà cũng nhiều điều. Đừng có bỏ bạn gái nha. Đúng rồi ạ. Bên đây ít nói đó, đúng luôn rồi đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc, quá ngon rồi. Có cái hình mẫu lý tưởng không em? Chắc là da ngăm ngăm một chút. Ngăm ngăm ha. Vâng, với em thì quan điểm là trai đẹp thì của người ta, còn trai xấu mới là của mình. Quan điểm vậy rồi mà vẫn bị trai bỏ. Nào đấy. Thiệt chứ, tức thiệt luôn. Còn bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ. Dạ. Kia đây là ngon. Chuẩn dạ. Luôn. Ừ. Quan trọng là biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Và phải biết được cái tính chất công việc của em mà thông cảm cho em. Cái gì kia em không thích ở người bạn gái không? Dạ, em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc, rượu chè hay gì đó. Gái nào mà ghê vậy? Tính của em thì nó vốn hiền, hiền từ nhỏ, hiền như con gái vậy á. Nhưng mà cuối cùng giờ em có là con gái không? Có cảm giác tự nhiên thích con trai không? Dạ không anh, nhưng mà hồi nhỏ em toàn chơi với gái, em chơi toàn mấy trò banh đũa hay là... Trời ơi, giờ em còn chơi banh đũa không? Dạ không, em chơi tới năm lớp 5 á, là em mới nhận ra em là con trai, em là con trai. Rồi lúc đó em mới thích những cái trò chơi của con trai. Tự nhiên sao con mắt phải tụi nó giật dữ vậy ta? Rồi em chơi với bạn trai thì em chơi trò chơi gì? Em toàn là bị mấy thằng đó ăn hiếp không mà chị. Ăn hiếp không à? Dạ, hiền quá nên bị đè đầu cửa cổ luôn á. Em có khóc không? Tới năm lớp 9 luôn em mới hết khóc á. Em kể thử em một cái kỷ niệm nào mà em bị mấy bạn trai ăn hiếp em. Cái đó là bị ức hiếp luôn á chị. Ức hiếp sao rồi, một cái trường hợp bị đấm vô mặt nè. Có lần á, năm đứa nó xúm lên nó lôi em lên sân thượng á, nó lột đầu em hết trơn luôn. Nó tưởng em là con gái hả hay sao nó lột đồ em? Dạ không có, tại nó em không chơi tụi nó, em ngồi tự kỷ của mình á. Không, nó không có ức hiếp em, nó có không có, nó chơi nó phá gì á anh. Lột đồ làm gì? Kiểu như chọc vậy, chờ em quần tà lõn vậy, xong rồi em phải chờ tới tan học em mới dám xuống hình, nó bỏ đồ em trong lớp. Rồi bây giờ lớn lên còn bị ăn hiếp không? Dạ không, qua cấp 3 cái là hết rồi. Bây giờ em mạnh mẽ chưa, em men chưa? Dạ giờ em rất là mạnh mẽ. Bây giờ em có hiếp lại được ai chưa? Dạ em không có. Mạnh mẽ quá, giờ em mất mạnh mẽ. Dạ em chưa bao giờ ăn hiếp ai hết chị. Nhất là đối với phụ nữ, em chưa bao giờ em lớn tiếng hay là dùng hành động gì hết á. Dạ. Giờ quay lại cái vấn đề nè. Nãy giờ em chưa có nói là cái mẫu người lý tưởng của em sao? Cái gì, em có hình mẫu lý tưởng gì không? Nói sao ta? Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương. Nãy giờ em nói chuyện cô bên này, em hình dung cổ như thế nào? Ăn mà dư 8 kg mỡ, chắc cũng hơi tròn tí. Hơi tròn, ở gì nữa? Mặt cũng hơi tròn tí. Em đoán là chắc chắn là dễ thương.
À, sao tự nhiên không thích người ta xăm mình? Nếu mà nhỏ 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 này á, dễ thương thì được. Chứ mà xăm bệ... Em phải có bạn gái xăm bệ vô, em dẫn đi mới khiếp mấy anh kia lại được. Chứ để mấy anh kia năm giết em sao? Dạ thôi, là phần lớn là gia đình của em không có chịu. Khi nào đám cưới? Sang năm chị. Sang năm được. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Vậy tốt quá ha, bà rung quá trời rung nói chuyện mà mặt giật vậy nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai ăn hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình nha. Đừng đánh mình nha. Trời ơi trời. Sao em? Nãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy sao? Em thấy anh thuộc tiếp người ít nói á. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà ảnh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Rồi ảnh không bảo vệ em được rồi sao? Không, chắc em bảo vệ anh được á. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Rồi dạ, em hiền nhưng mà em có thể nếu mà có cái trường hợp nào đó bất trắc á, em vẫn có thể tự bảo vệ được. Bằng cách em, nào? Em có về thể lực và em cũng có võ nữa. Em có học võ karate được 2 năm. Ồ, ghê, 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 ghê. Một chút muối dẻo cho em coi nha. Em không dám. Chào em gái. Chào anh ạ. Em thấy anh khỏe không? Khỏe. Nói chứ nãy giờ chọc bạn mà trai bên đây thôi. Bạn bên đây rất là hiền. Bây giờ bạn bên đây đồng ý thì chừng nào em sẽ cho người ta bước tới? Càng sớm càng tốt anh ạ. Bây giờ em nghe anh ấy nói em thấy có hợp gì tính với mình không? Cũng một phần nào đấy ạ. Bên đây 24 tuổi nhưng tính còn rất con nít. Còn em 23 tuổi nhưng mà tính em phải nói là rất là cứng á. Tính tình em rất là bản lĩnh luôn á. Em có sợ nghĩ rằng mình sẽ là người là làm chủ, thậm chí làm trụ cột gia đình luôn không? Thực ra thì với thiên chức của người phụ nữ Việt Nam ấy, có một cái phần nào đấy luôn luôn là người đứng sau một người chồng của mình để thúc đẩy cái công việc, luôn là người phía sau để ủng hộ cho tất cả những cái quyết định. Em có thích lấy con trai miền Nam không? Em cũng chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. À, dễ thương lắm, ai thấy được á. Hôm nay em đi với ai em gái? Em trai, ha? Hôm nay em đi với em họ của em. Rồi, là chị nghe ý kiến của gia đình em ha. Chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Em tên là Thắng, em là giai em họ nhưng mà có thể là lớn tuổi hơn Phượng. Thì em thấy Phượng là một người rất là mạnh mẽ và cá tính, rất là quyết đoán. Còn bạn Nam bên đây thì em thấy anh ấy rất là sáng sủa, cũng dễ thương. Với hai là khi mà anh này chia sẻ thì em thấy là có thể là trong cuộc đời nó có duyên á. Nếu mà có nên duyên vợ chồng hay gì nó có sự bù trừ á, rất là hay. Nếu mà nên duyên được thì rất là tốt, rất là hay. Mình thấy nên có cơ hội trao cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em họ và người đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em là Tĩnh, em họ của anh Công. Dạ, em thấy chị bên này thì rất là dễ thương, xinh xắn. Còn anh Công của tụi em thì ưu điểm thì rất là hiền và ít nói. Anh này hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn anh có cái khuyết điểm là hay quên. Em thấy là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Mở rào. Đó. Em chào anh. Anh chào em. Hôm nay em có cái cây này tặng anh, đây là một trong những cái cây yêu thích của em. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng có cái món quà này cho em, là anh có tự tay vẽ bức tranh này. Dạ, cảm ơn anh. Em đưa cho mọi người thấy, gia đình thấy có đẹp không? Đó. Yeah. Rồi, mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau thế nào đó? Hai người quay mặt nói chuyện. Vì vậy xoay qua đây chứ tự nhiên xoay qua anh kia là sao trời? Dạ, em cảm thấy bà nữ này rất là dễ thương. Ngoại hình cân đối, cũng hợp với em. Bây giờ bạn gái cũng đang lo lắng về em đó. Em có thể hiện vài miếng vỏ thử coi. Ở đây em không dám, chỉ khi nào mà có phòng vệ. Không thì thử coi, ví dụ thử coi. Vậy em xin phép múa sơ. Đúng rồi, bài quyền ha. Múa một vài bài quyền rồi, đúng. Thử xem. Nào, 2, 3, bắt đầu. Đó. Sẵn đứng hát luôn, hát luôn. Hát luôn, biểu diễn bạn gái, coi luôn. 2, 3. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim hồn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.
Em thấy anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ lắm. Bây giờ em cảm nhận nãy giờ những phút giây giới thiệu em thấy thế nào? Bây giờ khi mà được nhìn thấy nhau thì thấy là anh ấy khá là hiền. Nhưng mà khỏe mạnh cái này quá, em sợ quá. Nhỡ về nhà ăn hiếp nhau thì sao? Ở đâu đó vậy thôi chứ dễ thương lắm, không ăn hiếp. Khóc rồi kìa. Khóc nha. Anh có chia sẻ là mình không thích cô gái có hình xăm ấy. Nhưng mà em lỡ có hình xăm rồi bây giờ sao ấy? Mà hình xăm nhỏ dễ thương không có sao. Anh chỉ sợ mà chơi một bể nguyên người hay là nguyên con đại bàng gì đó. Nhưng mà thật ra đối với anh á, mà đến bằng tình cảm thực sự á, thì anh không có quan tâm. Chứ cái này là quá bình thường thời buổi hiện giờ. Với lại ba mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Nếu mà quen lâu dài thì anh có bắt em về ở làm dâu không? Hay là mình sẽ ở riêng? Đã có nhà riêng rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Anh có công việc của anh có phải thường xuyên đi công tác xa không? Không em, anh chỉ đi vòng vòng thôi. Nếu mà có gia đình rồi á, đúng 6 giờ anh sẽ có mặt nhà. Nếu mà anh có cái tiệc tùng nào đó, anh cũng sẽ báo cho em biết một tiếng. Anh chỉ mong em là hiểu cho cái tính chất công việc của anh. Nhiều khi em nhắn tin qua, nhưng mà anh không thể trả lời liền được. Anh rảnh lúc nào anh sẽ nhắn tin lúc đó. Bố mẹ và gia đình của em thì vẫn ở quê, tức là ở Ninh Bình á. Thế bây giờ chỉ có một mình em ở đây thôi. Nhỡ mà có vấn đề gì về cuộc sống ấy. Thì em có thể được về nhà không? Thì khi nào em muốn là em về. Thì em nói cho anh biết một tiếng để anh sắp xếp. Rồi, bây giờ nè, tỏ tình sao cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với mình đi. Giờ mạnh mẽ lên nè, thể hiện tính coi như là bản lĩnh đàn ông nè. Em là bạn gái anh nha. Anh làm em này là em khó nói quá. Cho anh nắm tay cái đi, anh cảm nhận cũng được. Rồi quyết định, mình sẽ bấm nút mình quyết định. Lâu lắm rồi mới được nắm tay. Anh cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình bấm nút là hẹn hò, trao duyên cho nhau và tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Chúng ta tự nguyện, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Tay nào. Rồi, hôn bạn gái một cái nè. Rồi, nói gì thôi chứ phải vậy đâu nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã trao đổi với nhau rất là nhiều. Và hình như các bạn cũng đã có những cái điều rất là hợp với nhau. Hy vọng rồi với những buổi xem phim các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn nha. Cùng rạp Cinebox 212 Lý Thắng đang chờ các bạn. Chủ mình không có người phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ. Đừng làm em nói. Em có thật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì thì em phang đó đó. Trời ơi, trời ơi. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Tông sật tông rồi ha. Quá dữ. Chào bạn. Lần đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị giám khảo, quý vị khán giả. Giám khảo gì đây? Có bạn giám khảo bên kia kìa. À, bạn làm nghề gì, đến từ đâu? À, em tên là Nguyễn Cao Chính, năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc giờ của em hiện giờ đang là bán cơm. Công việc làm gì em? Bán cơm sườn chị ơi. Oh. Bán cơm sườn, bạn bán hay là bạn nướng sườn hay là bạn làm nước mắm sườn? Em kiếm hết đầy đủ luôn ạ. Làm đủ hết? Vâng. Đủ quán luôn? Vâng. Bữa nào ghé ăn ha. Chủ quán bán cơm sườn xin kính chào bạn bên kia. Rồi. Tới phiên mình nè. Em xin kính chào hai anh chị MC. Xin chào bạn ở phía bên kia bức rèm. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, năm nay em 26 tuổi. Em đang là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh. Quê em ở Bình Thuận. Có hay ăn cơm sườn không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Có thích nấu ăn không? Có biết nội trợ không? Dạ, biết. Em sẽ làm được cái khâu nào trong cái quán bán cơm dạ, sườn? Dạ, khâu bán cơm sườn em làm được khâu tính tiền. Bạn nam thấy sao? Bạn nữ bên đấy thì biết chi trả mọi thứ và cũng biết cho em tiền uống cà phê với bạn bè thì ok được. Thôi bây giờ bạn nam kể nghe công việc bán cơm sườn coi. Em phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Ờ. Rồi em bắt đầu dọn hàng ra, chất cái bếp than của em lên. Thì trong khoảng thời gian 4 giờ cho tới 5 giờ em vừa dọn hàng và cũng phải vừa nướng được thịt rồi. Không ai phụ hả em? Mình không có mình em làm hả chị? Thì rồi em chạy bàn luôn, rồi em rửa chén luôn, rửa dĩa luôn hả? Vâng, thì em bán xong thì em dọn hàng rồi em rửa. Oh. Rửa xong là tới giờ trưa rồi. Tới trưa thì xong bắt đầu em ăn cơm, em ngủ nghỉ tới chiều lại phải đi ra ngoài chợ lấy thịt mà mối của em á, xong về rửa đi, xong mình để cho nó ráo nước, ướp xong lại để trong tủ lạnh, xong rồi làm mấy cái lặt vặt rồi nhiều lắm. Ủa em bán cơm sườn được bao lâu rồi? Trước đây thì em đang đi làm,
Em đi làm bên công ty mỹ phẩm chị. Sao làm toàn chuyện phụ nữ không người ta? Ủa mà đi làm mỹ phẩm là rồi sao công việc sao thì, mà đi nghỉ? Em luôn có một chí hướng là mình không thể là suốt đời đi làm công ăn lương cho người khác được. Chính xác. Ủa nếu mà quen bạn gái ở thành phố gì bao lâu mình thăm bạn gái một lần vậy bạn? Ngày nào cũng lên được hết á. Ủa lên vậy là tiệm cơm sườn mà ai coi? Mình đã làm chủ thì mình phải quản lý được thời gian. Còn bây giờ mình đi làm công ăn lương thì thời gian mình mới phải phụ thuộc thôi chị. Chủ mà đâu có người phụ nào đâu làm chủ. Thì mình là chủ, mình không có người phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ à. Trời ơi, có trách nhiệm ghê. Có vụ làm ăn đó chị ơi. Bây giờ bạn nữ bên kia muốn tìm cho mình một người nam như thế nào? Đầu tiên đối với em là bạn đó chấp nhận theo đạo Công giáo của em. Ê, cái này căng à. Em là đạo gốc rồi. Rồi, vậy đi. Ổn rồi. Dạ, cái thứ hai á là không có được gia trưởng, không có bắt em phải làm này em làm kia, em không thích vậy. Em yên tâm đi, nếu mà thật sự mà mình mà tiến tới được á, 10 người thì hết 11 người nói ăn là sợ vậy. Tốt. Trời ơi trời. Em thì em thích mang giày cao gót, cho nên bạn đó là phải cao hơn em để em được mang giày cao gót. Em 1m6 thì bạn đó phải cao cỡ chừng 1m7. Rồi dạ. Chuẩn. Chuẩn. Đúng hả? Trời sao làm tôi đau tim quá vậy? Em thích đi chơi nhiều lắm. Em thích đi phượt. Em thích đi gặp gỡ bạn bè. Đừng có ngăn cản không cho em đi. Ủa đi dắt bạn trai đi theo không hay đi mình? Nếu mà hợp với nhóm bạn em thì bao nhiêu em cũng cho đi hết á. Còn không hợp bỏ nó nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Đi không hợp là không vui. Đó, em ơi, tại vì được không? Em hòa đồng lắm, nói chung là ai dễ tiếp xúc ấy, em đều nói chuyện được hết. Yên tâm đi, bạn gái giờ chưa có bạn trai mới nói vậy, mới thích đi với bạn bè nhiều chứ phụ nữ đâu biết mà. Trời ơi có bạn trai rồi đi đâu muốn gặp bạn trai chung mình sườn ngang trời ơi gì đâu. Hay gì mình đi chơi là mình đóng cửa thất thu. Bây giờ mình đi theo mình làm vui lòng bạn gái đuổi mình về bán cơm. Đâu về, về là ra. Lúc đó không được về. Ủa chứ làm gì? Lê lết mà đi đằng sau đít đi theo. Lê lết. Nhưng cái lúc mà sơ hở như vậy mà đang giận nhau mà đi về là thằng khác nó tới. Đúng rồi. Ồ, được được. Chết không phải đu bô. Phải đi theo sau đít luôn. Được được, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Bản lĩnh á, tôi là người đàn ông sợ vợ. Mình nói sợ vợ chứ không phải là thật ra là mình thương vợ. Đúng rồi. Tôn trọng vợ thôi. Anh với em cùng ý kiến nha. Được, rất có ý chí. Em thích người bạn gái như thế nào? Em thích màu trắng. Tức là em thích bạn gái em cũng phải da trắng trắng. Chứ em không thích da đen đâu. Hay da nâu. Thôi lại đi nha. Hơi đen. Rồi gì đó có thích anh Nguyễn Linh vậy đó. Thì em thích bạn gái em là một người có học giỏi. Có học mới đi dạy được đó em. Rồi gì nữa? Hiền. Mẹ em là một người gọi là hiền lắm. Cái gì cũng là con theo ý kiến con cá trước đã. Đã ở với mẹ hả? Vâng. Ủa vậy có làm dâu không? Mẹ em thì không muốn làm dâu, mẹ kêu đi ở xa đi. Ở gần mệt lắm. Nhưng mà hai đứa phải cố gắng kiếm tiền mới ở xa được. Giờ không có tiền đi ở đâu. Ủa bán cơm bữa giờ chưa để dành được đồng nào hết hả? Em mới bán đây thôi được có 3 tháng à. Đắt không? Không đắt gì hả? Đắt là đắt khách đó. À, xin lỗi. Thì em mới mở mà sao đắt khách được? Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Lười, không có thích làm việc nhà. Nếu mà đã ở riêng thì hai người phải chia sẻ việc nhà. Đương nhiên rồi. Thì không nhất thiết phải biết nấu ăn đâu, tại vì em nấu ăn được rồi. Ừ. Vậy phụ nữ làm gì? Bình thường thôi. Chỉ ăn thôi được rồi. Ăn với đếm tiền thôi. Em dễ chịu lắm, không có gì hết. Rồi vậy đi. Nghe tao hấp dẫn quá vậy nghe không? Em thích trắng đúng không? Về tắm trắng mấy hồi. Xem. Trời ơi, trắng tươi. Em không thích gì ở người bạn nam nhất nè. Ở giờ nhìn cái người lúc nào cũng bày hầy á. Không, người bên đây không có bày hầy. Người đây bày ngày nữa không á. Chạc lắm, không sao chứ. Gia trưởng. Không có gia trưởng, sợ vợ. Hay cằn nhằn đó chứ không phải là. Bên đây chắc cũng hơi cằn nhằn chứ không ạ. Dạ. Biết cách nói chuyện với mọi người. Biết cách rồi, sao dạ. Bên đây có. Không có ích kỷ nhỏ mọn. Bên đây không có mỏ nhọn, ý nhỏ mọn. Em không thích là người con trai là biết nấu ăn. Tại vì em con gái em thích nấu ăn chứ em không thích để cho con trai vô bếp. Ừ. Biết thưởng thức món ăn. Được rồi, dạ. Vậy ổn rồi. Em có tật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì là em phan đó đó. Trời ơi. Trời ơi, cái tướng này mà phan thì chết rồi. Cái gì mà không giữ ý em nếu mà em phản ứng liền thì có nghĩa là em đang tôn trọng cái người đó. Còn nếu mà nói cái gì mà không vừa ý em mà em tức mà em im lặng em bỏ đi, có nghĩa là người đó đối với em không có là cái gì hết. Hết giá trị. Dạ, đúng rồi. Thôi, đó giờ có khi nào em đánh người yêu em lần nào chưa? Dạ chưa. Chửi chưa? Dạ chưa. Phan cái gì chưa? Dạ rồi. Cái phan mới ghê đó. Cái đấy em cũng sợ ấy. Gặp cái gì phan cái đó cũng căng lắm. Bạn nam có đi với mẹ đúng không? Dạ. Dạ chào cô. Em đây là mẹ của em Chính. Thì nãy giờ cô ngồi nghe bé gái này nói chuyện cô có ngại gì không cô? Không, đấy là em cũng thích là cái tính thẳng thắn như vậy. Dạ. Tính của mình làm sao? Thì mình cứ nói thật. Nói thẳng ra để cho đối tượng bên mình biết là mình như vậy có thể chấp nhận được hay không. À. Thì mình chấp nhận được thì mình
chịu tiến thôi, tới ha. Em theo ý kiến của con trai mình, yeah. Theo em thì em cũng không thích tính phụ nữ mà nóng nảy quá như vậy. Có thể mình nóng nhưng mà mình phải biết lúc nào mình cần nóng, nhưng mình không nên phang đồ như vậy. Tại vì đồ như vậy là do ai sắm ra? Do hai vợ chồng làm ra tiền sắm ra, yeah. Mà mình cứ phang như vậy rồi mình lại phải đi sắm lại. Nếu cái gì mình đã không bằng lòng với nhau thì mình nên ngồi để cùng nhau, yeah, hòa giải, cùng nhau nói chuyện. Không sao hết, vấn đề này, yeah, là mình mua đồ trong nhà, đồ ngủ hết, yeah, giải quyết rất là êm đẹp. Cá tính mạnh thôi chứ thật sự nói chứ tiền mình sắm ra mà đôi khi cũng nóng, nhiều khi muốn dục nhưng mà lửa, phải lửa có, yeah, lúc đó phải lửa. Cô đó cá tính bằng lệnh đấy. Thôi, cảm ơn cô. Cá tính vừa thôi, tại vì cái đồ em làm cơm ấy toàn rau không, nóng nóng cầm rau một phát một thì thôi xong luôn. Thế bạn nữ đâu, hôm nay mình có đi với ai không? Nói thôi chứ khi về tiết tiền với phụ nữ mà. Bạn nữ có đi với người thân nào không? Dạ hôm nay có hai dì của em với lại có bạn em thêm. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, dạ, chào mấy khán giả xem đài. Với Chi ở nhà thì Chi rất là giỏi, Chi ngoan lắm, các cô, các đồng nghiệp ai cũng thương. Tính nóng thì em chưa thấy bao giờ, tại vì Chi nói là nói xa vậy thôi, chứ em thật sự là chưa thấy Chi nóng như vậy. Chị thấy bạn bên đây thì cũng được, cũng đẹp trai, cũng hiền lành. Dạ, Lanh, quyết định là do ở con. Dạ, cảm ơn chị. Cuối cùng thì quyết định vẫn là quyết định là do hai trẻ ha. Rồi, bình tĩnh nha. Nào, kéo mặt lên. Bạn trai bên đây rất giỏi nha. Nào, hai bạn gặp nhau đi. Xin chào bạn. Mình lên đây có món quà. Giờ gặp nhau rồi bạn thấy mình như thế nào? Nói chung là nhìn thấy anh cao, em cũng thích người cao nhưng mà ấm quá. Từ từ đi về nuôi thì nó mập ra. Em nãy nói là không có gia trưởng nhưng mà giờ ở trên đây thì nói không chưa quen thì anh nói là anh không có gia trưởng này kia nhưng mà không, thật sự là không gia trưởng thật. Chắc không gia trưởng. Còn đi chơi nếu mà mình quen thì người yêu mình đi chơi với bạn bè nhưng mà không cho đi riêng. Tức là chẳng hạn như ở đi riêng với một người con trai này bảo hôm nay em đi với bạn này ở trong đồng nghiệp với em là con trai rồi bạn ấy tới chở ai sao chấp nhận được. Nhưng mà bảo em đi theo nhóm, rồi em đi xe em, rồi con bé kia chở em. Ok. Anh nói chuyện anh nhìn em được không? Chứ anh đừng có nhìn ở phía bên kia. Không phải đâu, nhìn chứ nhìn đau sợ lắm anh mà anh. Người phụ nữ hơi bị cá tính, đôi khi đàn ông nhút nhát chút xíu. Anh mà nói chuyện với cô nào mà cá tính anh cũng không dám nhìn thẳng nữa. Đúng không em? Đúng rồi, em mà nhìn thấy ai mà ý kiến đó. Đôi khi ta cũng mắc cỡ, đàn ông cũng phải e thẹn chứ bộ. Con gái mà em rất là sợ con gái cứ nhìn mình á. Mỗi người thuyết phục một câu nào đó thật tình cảm để đối phương mình cảm nhận thế nào. Thì sau khi nghe bạn nữ nói thì em thấy cũng hơi hoang mang một tí là nóng tính quá. Tính em cũng nóng lắm. Nhưng mà được cái là em rất biết nhịn. Mình nói là mình nóng một phần như vậy thôi. Còn tự quen nhau thì sẽ tự biết rằng là hai người nhịn nhau được hay không, hai người hiểu nhau được hay không. Nãy giờ nghe nói cũng hoang mang quá. Bạn nam thì hoang mang với bạn được chứ bạn đâu có gì hoang mang. Một bạn trai quá tốt mà. Bạn trai thế này là ok đấy. Cảm xúc là phải tự nguyện, không nên ép buộc. Có gì nướng thịt. 1 2 Hãy lắng nghe trái tim mình đang nói gì. 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc ghế phép vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Cởi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ô vậy, về sức khỏe à? Ừ. Nghe bác sĩ mặt căng thẳng quá vậy. Đậu ghi hình cho nên em hơi bị run mà. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra phía trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Thanh Thụy ạ. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên hành chính ở một trường đại học ạ. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào bạn nữ, chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Minh Cảnh, mình 26 tuổi, mình đến từ Long An. Hiện tại mình bảo vệ về sức khỏe con người. Bảo vệ sức khỏe con người là sao? Là sao? Cụ thể bạn làm việc gì? Là mình khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh. Là bác sĩ hả? Nói đại bác sĩ đi, bảo vệ sức khỏe con người. Cái tuổi đó làm công an. Làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi bạn? Dạ, chính thức là ra trường khoảng 6 tháng mới đây thôi. Dạ. Mà làm bệnh viện ở Long An đó hả? Dạ, bệnh viện đa khoa là ở Long An. Long An. Ủa, bạn có thích bác sĩ không? Dạ có ạ, em thấy cái nghề đó nó hay ạ. Thích bác sĩ mà sao nghe bác sĩ mặt căng thẳng quá vậy? Dạ,
chắc có lẽ là lần đầu ghi hình cho nên em hơi bị run mà. Vui lên, tươi lên, đúng đối tượng mình rồi đúng không? Bác sĩ Linh thích phải không? Chị biết, chị đăng ký là em muốn tìm một người là bác sĩ thì giờ đúng rồi đó. Ước mơ từ thuở nhỏ đúng không? Đó, tươi lên, nhìn khai sinh không? Bác sĩ là một nghề rất là cao quý, ai cũng yêu quý hết trơn á. Ở trong bệnh viện thì tôi thấy rằng rất nhiều bác sĩ nữ, rất nhiều y tá, thậm chí bệnh nhân đi khám này kia rất nhiều. Không lẽ mình không chưa tìm được người bạn nào? Quan điểm của em là không thích bạn nữ làm chung nghề, tại vì rất là cực, phải trực và chăm sóc bệnh nhân, không có thời gian chăm sóc gia đình. Không làm bác sĩ thì cũng công việc khác, chứ làm sao ở nhà chăm sóc gia đình không được bạn? Dạ, vẫn đi làm nhưng mà có thời gian rảnh chăm sóc gia đình chị. Thời gian làm việc của mình như thế nào Thủy? Theo giờ hành chính à? Ừ, chiều tối là vẫn về nhà với gia đình được đúng. Bác sĩ thì đi suốt vậy đó, trực ca ngày ca đêm tùm lum, rồi có những cái trường hợp đặc biệt cũng phải đi làm luôn thì bạn có ngại không? Đặc thù của nghề này thì em đã biết trước như thế rồi, em không có ngại. Bạn thấy là những cái mặt mạnh của mình và những mặt yếu của mình là những điểm nào? Điểm mạnh của em đó là em biết nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh, viết truyện ngắn ạ. Viết truyện ngắn nữa? Viết nhiều chưa? Dạ cũng khá khá. Có viết chuyện nào về bác sĩ chưa? Có rồi anh. Đề tài gì ạ? Còn gần đây nhất thì em có đi từ thiện ở Cần Giờ và em đã viết về các bác sĩ khám bệnh miễn phí cho những người dân nghèo ạ. Bạn Nam? Dạ. Bạn yêu cầu một người phụ nữ của mình như thế nào? Thì em có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là về quan điểm là tuổi tác phù hợp. Phù hợp là sao? Em tuổi tỵ thì theo ngũ hành là không có xung khắc. Dần thân tỵ hợi tứ hình xung á hả? Dạ. Là sao? Bây giờ bạn chọn tuổi hợp á hả? Dạ. Tuổi nào hợp? Tức là bây giờ là tỵ nè, bên kia là dần thân tỵ hợi tứ hình xung. Dần thân tỵ hợi bên kia có nhầm tuổi đó không? Bên đây tuổi ngọ. Ngọ hả? Được không? Dạ ok ạ. Vậy là hợp rồi ha. Dạ. Nhưng mà chị hỏi Thủy nè. Dạ. Mình có đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc, vui vẻ, biết quan tâm mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Những cái điểm nào không thích? Cộng tính, nóng tính, hút thuốc, uống rượu. Có hút thuốc uống rượu không bạn? Dạ hút thuốc thì không ạ, còn uống rượu thì thỉnh thoảng. Những cái nhu cầu mà bạn gái đưa ra mình có đáp ứng được hết không? Dạ được ạ. Bao nhiêu phần trăm? Trên 80% ạ. Có lố quá không? Dạ, có đó cũng mức trung bình thôi chị. Vậy hả? Dạ. Mình không thích nhiều gì ở phụ nữ? Đánh đá hay là hung dữ, không biết chăm sóc gia đình. Có vẻ bạn quan tâm về gia đình nhiều hơn đúng không? Dạ. Không, bên đây biết nấu nướng rồi này kia là người phụ nữ của gia đình đấy. Nếu như ba mẹ bạn không đồng ý, trong khi bạn đồng ý thì bạn xử lý như thế nào? Tiêu chuẩn của ba mẹ là về tuổi tác thôi, còn phần còn lại là của em ạ. Ủa vậy hả? Dạ. Tức là phân công nhau rồi đúng không? Dạ. Về tuổi tác là được rồi. Dạ. Nếu như bây giờ tuổi tác không hợp, bạn kia là lọt vô cái khung là dần thân tỵ hợi. Dạ. Ba mẹ không đồng ý thì bạn sao? Em cũng sẽ giải thích cho ba mẹ, nhưng mà nếu mà ba mẹ nhất định là thì em sẽ nghe theo ba mẹ. Cho dù yêu thương cỡ nào mình cũng không đến được với nhau nếu ba mẹ không đồng ý. Dạ. Gia đình Thủy có quan trọng chuyện tuổi tác gì không? Gia đình của em thì không có quan trọng về vấn đề tuổi tác à. Thế ba mẹ có đặt ra tiêu chuẩn gì khi mà mình kiếm chồng không? Do em tự đặt ra chứ ba mẹ không ép buộc con cái. À, nếu như nãy giờ cái người đàn ông bên đó không phải là bác sĩ thì em có thích không? Vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. Chứ không tiến tới hôn nhân. Dạ. Còn nếu là bác sĩ là tự nhiên là được điểm trước rồi. Được điểm cộng á. Bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc khoảng 60% ạ. Hai bên có hai nhiều cái quan điểm cũng lạ nha. Bên đây nếu như ba mẹ không đồng ý thì theo ba mẹ. Còn bên kia phải là bác sĩ, không bác sĩ thì giảm phần trăm. Thì tôi xem cô kia sao mà cô cần bác sĩ dữ vậy? Chắc hồi nhỏ bệnh nhiều. Chào bạn. Dạ chào anh Dương Linh. Bây giờ bác sĩ cũng nhiều mà, dù mình lấy một người đó mà miễn yêu thương mình thôi, không cần bác sĩ rồi mình đưa đến khám bác sĩ cũng đâu có sao đâu. Dạ hồi nhỏ em hay bị amidan. Thấy chưa, tôi đoán đúng thấy chưa. Cho nên em muốn là sau này mình cũng muốn tìm một nửa của mình làm bên cái nghề mà khám chữa bệnh á. Bệnh nó dễ chữa mà, ra bác sĩ nào chữa không được. Dạ em thích người trong nhà hơn, nó mang cảm giác an toàn hơn ạ. Người thân. Nếu như bây giờ hôm nay đặt vấn đề, bạn là người tuổi xung khắc với bạn này. Dạ. Bạn rất yêu bạn này, bạn kia cũng rất yêu bạn. Mà bạn này không đồng ý thì nghe lời theo là ba mẹ thì bạn có buồn không? Chắc có lẽ là cũng buồn. Cũng buồn đúng không? Dạ. Rồi, đó là những cái gì mà nãy giờ chúng tôi đã cho hai bên trao đổi để cảm nhận về nhau. Còn bây giờ mình có thể giao lưu với người nhà. Em đi với chị họ. Rồi chị họ. Dạ chào chị. Ở nhà chị thấy Thủy là người như thế nào? Nó hơi nhút nhát một chút. Nhút nhát. Và nó lành lắm, hiền lắm. Anh bác sĩ thấy sao? Dạ. Anh bác sĩ thì theo em thấy thì anh nói là yêu mà đến cỡ nào mà ba mẹ không đồng ý cũng không đồng ý thì em cũng không thích cái chuyện này. Thực ra cái cuộc sống của mình á là do mình quyết định, ba mẹ chỉ là một phần, nó gạt ba mẹ ra thì cũng không đúng. Dung hòa lại nó thì em thấy nó tốt hơn. Khi mình đã yêu quá rồi mình bỏ cũng không thể được, tội cả mình và tội cả bạn mình. Tôi đồng ý với ý kiến của chị. Dạ. Quan điểm tuổi tác là đầu tiên là em
Trước khi mà em muốn quen hay muốn thương người đó sâu sắc thì em điều tra trước rồi, coi tuổi trước rồi mình mới yêu ạ. Cái tuổi đó nó không có quá nặng. Tôi nghĩ rằng thế là bạn cũng là bác sĩ, cũng có suy nghĩ nó tiến bộ hiện đại chút xíu. Lẽ giờ mình gặp cô đó hỏi tuổi gì? Nếu mà không tuổi không quen hả? Thế rồi nó khó vậy ta. Dạ không phải khó, em thì không có tin tưởng cái đó nhiều lắm, nhưng mà cái đó là tiêu chuẩn của ba mẹ, em sống với ba mẹ nên là em cũng phải theo ạ. Bây giờ là lấy vợ là sẽ về ở chung với ba mẹ? Trước mắt về quê sống, và sau này em có định hướng có lên Sài Gòn. Dạ. Lấy vợ là rước về Long An. Dạ. Hồi nãy giờ nói chuyện cho đã xong mà thí dụ gia tỷ mở màn lên hỏi tuổi cái không được là thôi, là không bắt không hỏi tuổi rồi. Dạ dạ. Thì bên đây là chẳng qua hên thôi, dạ trả tỷ bây giờ mà bên đây đúng rồi, coi như là vậy mình làm mai làm bố mình nói cỡ nào hợp hết trơn mà hỏi tuổi cái trách quốc là không nhấn chuông. Dạ em nghĩ là em đến đây là chắc có duyên ạ. Nhưng mà bây giờ bác sĩ ở dưới Long An là đã có nhà cửa gì chưa để chuẩn bị lấy vợ chưa? Hiện tại thì em mới ra trường thì em thì không có tiền nhưng mà ba mẹ thì có. Hèn chi phải nghe lời ba mẹ là đúng rồi. Mình vẫn tôn trọng ý kiến của ba mẹ. Dạ. Ba mẹ là trên hết. Dạ. Nhưng mà theo tôi nghĩ thế này thì mình cũng nên chia sẻ ba mẹ chút xíu chuyện về tuổi tác đó. Thủy ơi, mình hỏi bạn một câu nữa thôi, mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện. Rõ ràng là đó, bác sĩ công tác ở bệnh viện ở Long An, mẹ ở Long An, bắt buộc cưới là phải về Long An, không là mất bác sĩ. Quyết định đi. Em vẫn muốn sống ở thành phố hơn ạ. À. Nhất định không về Long An dù đó là bác sĩ. Quan điểm hai người đã rõ ràng đúng không? Dạ. Với lại khi nhìn nhau có thay đổi quan điểm hay không? Kéo màn lên. Bắt đầu. Chào Hoàng. Mình có món quà không tặng Hoàng? Cảm ơn nhau. Cho mình hỏi là quan điểm về hôn nhân của bạn như thế nào ạ? Vợ chồng còn phải tôn trọng lẫn nhau, biết quan tâm và chia sẻ ạ. Tại sao bạn không muốn về Long An ạ? Em vẫn thích ở thành phố. Không, mình á là ý định là về Long An là ổn định trước rồi có cơ hội chăm sóc cho ba mẹ, sau này thì mình vẫn lên Sài Gòn. Nhà anh có mấy người ạ? Nhà mình thì 5 chị gái, mình là Út. Lúc nào mình chia sẻ quan điểm với bạn thấy mình như thế nào? Bây giờ đâu có khắt khe giống như hồi xưa nữa. Mình có thể tự lựa chọn cái quyết định của mình, chứ cha mẹ đâu có thể nào bắt ép mình được. Mình cũng nghĩ như vậy nhưng mà cũng muốn làm cho ba mẹ vui. Dạ. Nhưng nếu như bạn làm cho ba mẹ vui mà làm một người khác mà bạn thương yêu, yêu thương bạn buồn thì điều này nó có trăn trở đối với bạn hay không? Em sẽ trang hòa giữa hai bên ạ. Thí dụ như nãy giờ mà tôi chưa hỏi bạn này, đến bây giờ mới hỏi ra thì hình như tất cả mọi thứ nó đều gọi là phá sản hết. Đó, nãy em nói rồi, mình nói nãy giờ như là thấy vô cái nghĩa. Ý tôi là như vậy thôi. Thí dụ hai bạn rất là hợp với tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng gặp lại nhau hỏi ra tuổi ngọ rồi coi như đứng về mà không bấm nút đi về. Tuổi ngọ được anh. Thí dụ không phải là tuổi ngọ đó. Dạ. Thì không lẽ chúng ta đứng dậy đi về đúng không? Không, mình vẫn làm bạn. Dạ đúng rồi, làm bạn, đúng là làm bạn. Dạ. À, muốn hỏi gì nữa không? Hỏi cho kỹ đi. Lúc nãy em có nghe anh nói là sau này anh tạo một cuộc sống ổn định ở dưới Long An xong rồi anh sẽ lên thành phố phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh dự định là khoảng bao lâu là anh lên thành phố ạ? Có thể là ba mẹ già hay gì đó là mình sẽ đi lên thành phố. Em thấy là điều đó là rất là tốt. Anh là một người con rất là hiếu thảo ạ. Thì em rất là đồng ý ạ. Như là giờ bạn đồng ý đi về Long An làm dâu? Không, cái vấn đề này thì... Về thương lượng đi, anh có cảm nhận gì về em như thế nào ạ? Ban đầu nhìn em thì rất là dễ thương và đạt tiêu chuẩn của mình đề ra. Dạ. Rồi ban sau thì sao? Tự nhiên ban đầu thì ghê quá. Em thấy sao? Em thấy anh này so với cái độ tuổi của anh 26 tuổi nhưng mà em nhìn thấy là anh chững chạc, biết lo cho cha mẹ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định xem có đồng ý hẹn hò ở Long An hay không. Rất quan trọng bạn nha. Cái nhấn nút nó sẽ tạo cơ hội cho nhau xem có hợp tình hợp lý chưa, có đến một tương lai xa hơn không. Suy cho kỹ, nghĩ cho sâu. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Cuối cùng chúng ta cũng đã giải tỏa được tất cả mọi cái điều nghi vấn xung quanh cái câu chuyện ngày hôm nay là nhấn nút đồng ý hẹn hò với nhau. Gửi tặng bạn những cái vé xem phim. Dạ. Để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Dạ. Chúc mừng. Cảm ơn em. Con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông, thực sự là ngồi đây con rất là run. Hay bị giải gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ nên gọi là đôi khi ngủ khoảng 7-8 giờ sáng mới thức.
ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5, chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Coi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại. Đừng nói chuyện vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bển nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói. Với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thật sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng mà ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cái trước tiên cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Rồi, khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Ông con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn bên kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không? Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời, lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi? Dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối tình nào đó. Rồi con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có, đã từng trải qua hai mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần một năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. Nên trở thành bạn luôn. Rồi xong rồi đó. Nhưng mà anh nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi cô. Ở không gần 2 năm rồi hả? Trời ơi, nay ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1,5 mét trở lên là cao 1,5 mét. Dạ thì da trắng.
Tóc làm sao? Dạ tóc thì chấm nhăn vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà cái đó, những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà gái coi sao nha. Đây. Công chúa hả? Đó, công chúa. Chào chú Quỳnh Linh. Trời ơi, chào công chúa. Đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan tường gì đó. Ba cái dạ, nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính vừa lắm. Thì đó nè, đó nè, tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà hay thợ sửa ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an được tâm ha. Con, an dạ. Tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Và hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đập nó cũng cháy mà không đập nó cũng cháy luôn. Dạ. À, do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc cũng lén mẹ có một cái quỷ duyên gọi là quỷ đen ấy, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỷ để giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đọc đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nên chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha? À, hiện tại thì anh đang là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình á phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ cũng... không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì
Anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Anh những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À, tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại dạ. vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, đúng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ, cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói, ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Anh xin là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh dạ. nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thiệt sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai. Dạ, hát con được hát không? Một đoạn thôi nha. Rồi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biến lên, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi cho nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình cái này là về phía anh thôi, nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường, và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con. Vượt qua được cái dạ. đó. Vậy thôi, bình thường đó mà. Robot thương